Ok. Không hiểu sao bị sập livestream nữa. Hello, hello các bạn ơi, chúng ta vào lại livestream của cô nhá. Không hiểu sao mà quay một khúc ra xong rồi tự nhiên thấy không thấy livestream nữa. Yes. Ok, chào Khánh Duy, xin chào Thảo, xin chào bạn Nguyễn Hải. Nào các bạn có nhìn thấy cô Ngọc không? Có nghe rõ không ạ? Rồi. Ok, xin chào Bình Dương, xin chào Nguyễn Hằng. Rồi, xin chào Việt Anh. Yes. Các bạn đang điểm danh đúng không? Rồi, xin chào Còi Tâm. Nào chúng ta bắt đầu quay trở lại livestream của cô nhá. Cô vừa mới livestream xong thì tự nhiên nó bị out ra ấy. Thế nên là chúng ta hãy quay trở lại để bắt đầu với buổi học ngày hôm nay luôn. Rồi, đây là buổi học đầu tiên của ngày thứ nhất trong chuỗi 5 ngày tổng ôn luyện đề đột phá 9 cộng. Và các bạn nhớ này, tất cả các bài giảng cô Ngọc sẽ đều lưu lên trên trang fanpage Luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc. Cho nên là những bạn mà chúng ta đang xem livestream á, thì chúng ta lên trên trang Luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc nhé. Và chúng cô giáo sẽ lưu lại toàn bộ bài giảng ở đây. Đấy. Và trong nhóm Zalo của chúng ta thì cô giáo sẽ đăng toàn bộ cái đáp án chi tiết cho các bạn. Đây này. Đó. Và đây là cái nhóm Zalo đầu tiên của lớp, của cái chuỗi livestream 5 ngày tổng ôn luyện đề. Và nhóm thì hiện tại đã full rồi. Nếu hôm nay mà chúng ta học bài chăm chỉ thì cô giáo sẽ bảo chị Trúc mở thêm một nhóm số 2 để chúng ta có thể nhận được toàn bộ đáp án chi tiết đọc điền đọc hiểu của cô Ngọc ở trong đề ngày hôm nay nhá. Được chưa ạ? Đấy. Và ngày hôm nay thì cô giáo sẽ, đây là hướng dẫn giải chi tiết của toàn bộ đề. Và cô giáo đã làm xong rồi. Hướng dẫn giải chi tiết này cô giáo là dài bao nhiêu trang đây nhỉ? Dài 36 trang, rất chi tiết, dịch cả ba bài đọc. Cho nên là lát nữa sau khi cô giáo livestream xong thì tất cả những bạn nào trong nhóm Zalo của chuỗi ngày chinh phục tổng ôn luyện đề 9 cộng chúng ta sẽ nhận được và chị Trúc sẽ gửi cho các bạn nhá. Được rồi. Ok, cô giáo xin chào Nga. Bây giờ cho cô giáo hỏi là các bạn đã làm trong link điền đáp án của ngày hôm nay chưa? Nào chúng ta trả lời cho cô giáo đã làm chưa? Thì khi mà các bạn điền vào link điền đáp án, bạn Phạm Đà Ly có nói là đề ngày hôm nay khá là khoai cô ạ. Đề ngày hôm nay khá là khoai, thế nhưng mà nhá, hôm trước khi mà cô giáo giới thiệu cái chuỗi 5 ngày chinh phục này thì đã có một vài bạn nghía qua cái đề này và nói là dễ đấy. Cho nên thì thử xem là hôm nay có bạn nào được 10 điểm với đề này của cô không nhá. Đấy, đề ngày hôm nay không quá dễ đâu nhưng là đề dễ nhất trong chuỗi 5 ngày. Và bây giờ thì các bạn hãy mở cho cô giáo xem ma trận của đề ngày hôm nay nhá. Ma trận của đề ngày hôm nay thì cô giáo đã phân chia câu hỏi dựa trên 4 cái mức độ khó. Thứ nhất đó là các câu hỏi nhận biết này. Thứ hai đó là các câu hỏi về phần thông hiểu. Thứ ba là câu hỏi vận dụng và câu hỏi thứ tư là câu hỏi vận dụng cao. Để đạt được con số 9 cộng là anh sẽ phải làm được các câu hỏi vận dụng cao đây này. Đấy. Nếu như mà chúng ta làm bài tự nhiên đúng không? Thì các bạn đã nghe thấy vận dụng cao quá nhiều rồi. Nhưng nếu với những câu thuộc về môn tiếng Anh thì những câu vận dụng cao nó sẽ như thế nào? Thì ngày hôm nay bây giờ anh nhìn này, ở trong bài hôm nay ví dụ như trong phần từ vựng ngữ pháp đây thì anh sẽ nhìn thấy cô giáo là ví dụ câu hỏi về cụm động từ đúng không? Là một câu hỏi thuộc về phần vận dụng cao, tức là câu khó đấy nhá. Đấy. Nhưng anh nào muốn 9 10 nhá, chắc chắn làm được đúng không? Phải làm được. Rồi là ví dụ câu hỏi về phần y đừng thành ngữ này đúng không? Rồi là câu hỏi về từ cùng trường nghĩa này, câu hỏi về phần đồng nghĩa nghĩa của từ này, trái nghĩa của từ cũng là những câu hỏi vận dụng cao, câu khó đúng không? Và câu hỏi về gì? Y đừng thành ngữ đối với phần trái nghĩa. Các câu khó, ví dụ khó nhất của đề đó là những câu về phần đọc hiểu. Trong bài đọc hiểu thì cô giáo cho hai câu thuộc vận dụng cao là một câu liên quan đến y đừng này, rồi một câu liên quan đến câu hỏi hàm ý này. Còn những câu hỏi thuộc phần vận dụng cũng khó thì nó cũng nằm đa số trong phần bài đọc điền và đọc hiểu đấy. Cho nên là những bạn nào mà lát nữa ở trong nhóm Zalo thì cô giáo sẽ gửi đáp án chi tiết của phần bài này cho các bạn nhá. Đấy, những bạn nào chăm chỉ nhất. Sao nó cứ bị sập livestream thế nhở? Các bạn có nhìn rõ cô không? À không, đây rồi. Các bạn có nghe rõ cô Ngọc không ạ? Chết rồi, hôm nay làm sao nhỉ? Cứ phải hỏi học sinh xem có nghe rõ cô giáo không? Tự nhiên cô nhìn thấy cái nói nó là trang này không tải lại nữa. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Các bạn ở trên, đây bây giờ đang có hơn 700 bạn ở trên fanpage và gần 1.000 bạn ở trên TikTok đây này. Các bạn có nhìn thấy không? Tất cả những bạn ở trên TikTok nhé, chúng ta vào trên fanpage của cô Ngọc này. Đó là Luyện học tiếng Anh cùng Ngô Ngọc, để các bạn có thể xem livestream được mượt hơn, rõ hơn, to hơn. Và chúng ta lưu lại được toàn bộ livestream, được chưa? Rồi, nghe thấy, nhìn thấy, ok. Vậy thì chúng ta bây giờ bắt đầu chiến đấu các bạn nhé. Đây là một khóa chuỗi liên tục trong 5 ngày với tên gọi là tổng ôn luyện đề 9 cộng.
Chính với cái tên gọi này cho nên là các bạn sẽ có cho cô là 5 ngày liên tục chúng ta có những đề chuẩn theo cấu trúc trung học phổ thông quốc gia, đặc biệt dành cho các bạn 2K4 đấy, vì cô giáo đang mở tuyển sinh khóa tổng ôn luyện đề. Và vấn đề ở đây đó là sau chuỗi 5 ngày này không phải các bạn đạt được luôn con điểm 9 cộng, mà vấn đề ở đây là chúng ta biết được là mức độ điểm chúng ta đang ở đâu và cái lộ trình của chúng ta như thế nào để lên được đến điểm 9 cộng vào tháng 7 năm 2022 này, được chưa nào? Đây là đấy mới là điều quan trọng nhất. Và bây giờ thì các bạn hãy bắt đầu vào buổi live ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay thì là đề dễ nhất trong số 5 ngày, chuỗi 5 ngày của chúng ta, với tên gọi là xác định mục tiêu. Cô giáo sẽ nhờ các bạn làm một động tác này trước khi chúng ta bắt đầu giải đề này. Đó là các bạn hãy ghi ra cho cô giáo vở ngày hôm nay này, đó là cái điểm của mình. Thử xem đề số 1 ngày hôm nay điểm của các bạn là bao nhiêu. Và điểm này chính là điểm gì ạ? Điểm xuất phát của các bạn đấy, đúng không? Tức là cái lực học thực sự của chúng ta đang ở đâu. Và các bạn sẽ ghi cho cô giáo ở đây, đó là con là cái điểm mục tiêu của mình, đúng không? Các bạn ghi điểm mục tiêu. Điểm mục tiêu ở đây bây giờ các bạn đang muốn là 9,6 chẳng hạn, đúng không? Và điểm xuất phát này tức là đề sau khi vào hôm nay chúng ta cô giáo dạy xong thì các bạn sẽ có điểm xuất phát là bao nhiêu, để xem là từ cái số điểm xuất phát đến cái con số điểm mục tiêu này của chúng ta là sẽ là khoảng cách là bao nhiêu, đúng không ạ? Đấy, rồi thế bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm bài ngày hôm nay nhá. Nào cô giáo hỏi này, are you ready? Các bạn đã sẵn sàng làm bài ngày hôm nay chưa? Rồi, các bạn sẵn sàng làm bài ngày hôm nay chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống đây cho cô giáo một chữ ready để chúng ta cô giáo nhìn thấy là một tín hiệu để bắt đầu nhá. Bây giờ là 9 giờ 45 phút và các bạn biết đấy, cô Ngọc cũng vừa like cực kỳ là nhiệt tình ở trong khóa live C xong. Và cô giáo ngồi trong phòng làm việc từ 7 giờ 30 rồi. Và khả năng rất cao là buổi live ngày hôm nay nó sẽ lên đến gần 11 giờ đêm nó mới xong. Nên là cô giáo rất cần cái sự sẵn sàng các bạn cho buổi live. Rồi ok, Thái Linh, Nhung Hồng Nguyễn, ok, tất cả các bạn đều comment I'm ready rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu các bạn nhé. Cô giáo sẽ tắt cái cam của cô giáo đi để các bạn nhìn đề cho to và rõ ràng hơn, được chưa nào? Ok, bây giờ sẽ chỉ còn lại chúng ta và đề. Các bạn hãy comment thật là hăng hái này, nhiệt tình cho cô giáo xem các câu này đáp án là gì, được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu cho cô giáo câu hỏi số 1. Nào, câu hỏi số 1 của chúng ta chọn đáp án gì? Nào, câu số 1 chọn đáp án gì? Comment cô giáo nhá. Câu số 1 chọn đáp án gì nào? Đợi cô giáo sẽ sửa cái camera cho chúng ta nhìn cho nó rõ ràng hơn, được chưa? Rồi bây giờ cô giáo nhìn thấy đây này, trên cả fanpage và trên cả TikTok đều rất rất là đông các bạn đang comment đưa ra. Bây giờ cô giáo sẽ đọc comment của chúng ta nhá. Ok. Rồi câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 5, cô giáo xin mời đáp án của bạn đầu tiên ngày hôm nay, cô giáo mời lên đây là bạn Thu Trà. Rồi Thu Trà đưa ra đáp án như sau: D, ba con B và C. D, B, 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 C, đúng không? Nhìn vào câu hỏi số 1. Ở đây các bạn thấy này, chúng ta có một câu liên quan đến gì? Phát âm đuôi. Và với ma trận đề này thì là một câu phát âm đuôi thuộc phần gì? Nhận biết thông hiểu thôi, quá đơn giản, đúng không ạ? Ask thì chúng ta sẽ đọc là S, bởi vì kết thúc đuôi của nó là một âm bật hơi. B là book, chúng ta cũng đọc là bookers, đúng không? C là cast, chúng ta cũng đọc là cast. Và D chúng ta đọc là day, như vậy thêm SC mình đọc là days. Suy ra đáp án chính xác của câu hỏi số 1 sẽ là đáp án đi. Rồi, rất tuyệt vời, hôm nay cô giáo nhìn thấy trên page có hơn 800 bạn đang học cơ, rất là chăm chỉ. Như vậy thì cô giáo thông báo luôn nhá, vì nhìn thấy sự chăm chỉ này, cô Ngọc sẽ mở link thêm nhóm Zalo số 2, tức là lại tiếp tục có tối đa 1.000 bạn có thể vào thêm nhóm Zalo, đúng chưa? Để chúng ta có thể nhận đáp án chi tiết của đọc điền đọc hiểu. Các bạn chú ý nhá. Tí nữa cô giáo sẽ bảo chị Trúc đăng link lên. Tiếp theo câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của chúng ta có này. Ở đây người ta đang gạch chân nguyên âm y của mỗi một từ. Dựa vào đâu? À, với những câu hỏi như thế này thì đương nhiên khó hơn câu hỏi về phần phát âm phụ âm rồi. Câu hỏi số 2 thì mình có đáp án A là từ blind. Đây là một tính từ đúng không? Có nghĩa là mù, bị mù ấy. Chúng ta có nguyên âm I. Ở đáp án B chúng ta có từ gì nhỉ? Rigid, đúng không? Như vậy chúng ta cũng có âm gì? Âm E. Ở đáp án C chúng ta có từ gì? Kindness. Kindness thì chúng ta có âm gì? Âm I. Và ở đáp án D thì chúng ta có từ decide. Thì đây cũng là âm gì? Âm I. Như vậy chúng ta có I, E, I, I. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B. Rồi bạn Thu Trà, như vậy các bạn đúng được cho giờ 2/2 thì bạn ghi vào đây nhá, để biết được rằng là ngày 1 toàn bộ phần phát âm mình đã chính xác, đúng không? Khi mà chúng ta làm bài, điểm bài còn thấp thì chúng ta phải xác định được cái dạng bài nào là dạng bài chúng ta đang còn yếu, đúng không ạ? Tiếp theo câu hỏi số 3, số 4 là dạng bài trọng âm. Đầu tiên chúng ta nhìn cô giáo đáp án A này, surprise. Surprise thì đây là một động từ cho nên trọng âm theo quy tắc sẽ dành tiết thứ 2 này.
đang be chúng ta có từ promise, thì từ này của chúng ta mặc dù là động từ nhưng mà nó cũng là một danh từ đúng không? Và nó có trọng âm dương tiếp thứ nhất, đọc là gì? Promise, có nghĩa là lời hứa. Ở đáp án C chúng ta có từ gì? Arise, đây cũng là một động từ có hàm tiết theo quy tắc trọng âm cũng dương tiết thứ hai đúng không ạ? Và đáp án D chúng ta có từ device, thì từ này cũng trọng âm dương tiết thứ hai. Vậy anh có cho cô là 2, 1, 2, 2, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án B đúng không ạ? Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta học câu hỏi số 4. Câu số 4 của chúng ta như sau. Ở đây chúng ta có các từ có từ 3 âm tiết trở lên, được không? Theo các bạn thì là những cái câu số 4, tức là cái câu mà trọng âm của những từ có nhiều âm tiết hơn ý, thì nó sẽ khó hơn. Tuy nhiên nó cũng có những cái quy tắc. Hoặc là những cái từ như ở đề này thì cái câu số 4 cô giáo cũng chỉ để phần nhận biết thông hiểu. Thì các bạn thấy là nó cũng là những câu mà xuất hiện trong sách giáo khoa của chúng ta thôi, không đánh đố gì cả. Ở đây bạn ấy chúng ta có từ recommend, đúng không? Recommend thì các bạn có trọng âm dương thứ mới, thứ ba, đúng không ạ? Rồi, ở đáp án B chúng ta có từ gì? Fortunate. Fortunate có nghĩa là may mắn, chúng ta có trọng âm dương thứ nhất. Ở đáp án C chúng ta có từ gì? Giải trí, mình đọc là entertain. Từ này cũng trọng âm dương thứ ba. Và đáp án D thì chúng ta có từ gì nhỉ? À, biến mất, disappear, chúng ta cũng có trọng âm dương thứ ba. Như vậy chúng ta có 3, 1, 3, 3. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B. Như vậy đề ngày hôm nay xác định mục tiêu mình đúng cho cô giáo cả hai câu trọng âm. Đấy, ghi vào đây. Tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 5 này. Câu số 5 của chúng ta bây giờ bắt đầu là những câu ngữ pháp từ vựng của đề. Bây giờ các bạn thử xem là trong đề ngày hôm nay hãy dở lại qua ma trận nhé. Dở lại qua ma trận một chút. Các bạn nhớ giá này. Ma trận đề ngày hôm nay của chúng ta thì nó sẽ tập trung trọng tâm những câu kiến thức như sau. Những bạn nào mà chúng ta chưa biết từ vựng ngữ pháp phải học như thế nào thì hãy nhìn vào đây. Đầu tiên đó là câu hỏi về mạo từ. Đã chắc chưa? Một câu liên quan kiến thức chỉ là thông hiểu thôi. Một câu cụm động từ, một câu về phần câu hỏi đuôi, một câu liên từ, một câu so sánh kép, một câu từ loại, một câu đảo ngữ thuộc về phần điều kiện, một câu về mệnh đề quan hệ thì của động từ, giới từ rút gọn mệnh đề, động từ nguyên mẫu to verb of in. Sorry các bạn một chút nhá. Hình như là cái Rồi các bạn đợi một chút nhá. Cái màn hình của cô giáo nó đang bị đen đúng không? Bị đen xì mất hình cô ơi à. Ok các bạn ở trên fanpage đợi cô một chút, cô giáo đang mở bàn lên đây rồi. Ok. Các bạn nhìn được rõ chưa? Rồi, đó, một câu liên quan đến gì ạ? Từ vựng và một câu liên quan từ cùng trường nghĩa. Trong đó có hai câu mà sẽ rất là khó. Điểm 9-10 đó là câu về cụm động từ này và câu về idioms đúng không? Đấy, bây giờ thì chúng ta thử xem. Đây, trước khi chúng ta làm bài, các bạn nhìn cô giáo xem là chúng ta đã chắc chắn tất cả những phần trọng tâm từ vựng ngữ pháp này chưa? Đấy, với những bạn nào chúng ta chưa chắc chắn thì phải xem ngay lại trong cái khóa live sale của cô này. Còn những bạn nào chúng ta học ngữ pháp thì có thể học cái khóa ngữ pháp toàn diện ấy, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ chúng ta đi vào cái câu hỏi số 5 nhé. Câu hỏi số 5 của chúng ta là câu liên quan đến phần mạo từ. A là hai chỗ trống đều điền the này, B là chỗ trống 1 không cần mạo từ, chỗ trống 2 ơ, C là the đi với ơ và D là un đi với không có mạo từ nào. Thì nhìn vào câu số 5 ấy, các bạn để ý là cứ chỗ nào có hai chỗ trống thì các bạn xác định xem là chỗ trống nào dễ điền nhất để loại trừ đáp án. Câu số 5 ấy, chỗ trống số 1 sẽ là dễ điền nhất bởi vì các bạn phải học thuộc cho cô là in the army, nó là trong quân ngũ. Đúng không? Nó là trong quân ngũ vậy thế nên là bắt buộc với cái câu số số 1 các bạn ấy là chúng ta phải sử dụng gì? Phải sử dụng mạo từ the. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta có thể loại trừ được cho cô giáo hai đáp án, đó là đáp án B và đáp án D. Bây giờ còn đáp án A và đáp án C thì chỗ này điền ơ hay là điền the thì nó có câu này. Em gái của cô ấy thì đang tham gia trong quân đội và chị gái thì đang làm việc trong một bệnh viện. Khi mà chúng ta nhắc đến một danh từ mà gì nhỉ? Danh từ đếm được dạng số ít mà nhắc đến lần đầu tiên chưa được xác định thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng mạo từ không xác định. Và mạo từ không xác định thì sẽ là mạo từ ơ hoặc ân, đúng không? Ở đây hospital nó đứng đầu là một phụ âm cho nên các bạn phải sử dụng ơ cho cô giáo. Suy ra đáp án chính xác sẽ là đáp án C. Vậy là bạn đầu tiên ngày hôm nay cô giáo gọi thì đã được 10 điểm rồi. Thu trà đúng 5/5. Rồi tiếp theo chuyển cho Ngọc này, câu hỏi số 6 đến câu hỏi số 10. Câu số 6 đến câu số 10 chúng ta chọn đáp án gì? Bây giờ cô giáo sẽ thử gọi một bạn đưa ra câu hỏi số 6 đến câu số 10, bạn chọn đáp án gì nhá. Đầu tiên là câu hỏi số 6 ấy, thì là một câu liên quan đến cụm động từ. Và câu này lúc nãy cô giáo nói là một câu phân loại đây này, đúng không? Đây là một câu phân loại. A chúng ta có warming up, B chúng ta có kicking up, C chúng ta có keeping up và D của chúng ta là throwing up. Câu số 6 cô giáo đang nhìn thấy đáp án của bạn Mai Anh thì đang chọn đáp án là A. Thì các bạn thử xem có phải A không nhá. Bạn Phạm Đà Ly là xong mất một câu rồi.
À, Phạm Đà Ly sai mất câu số 5 à? Quá buồn luôn con ơi. Trời ơi, mục tiêu 10 điểm lại sai câu 5 là thế nào? Nào câu số 6. Câu số 6 ở đây thì mình dịch thế nào cho mệnh đề trước là before the concert starts. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu ấy, thì chúng tôi nghe thấy nhóm nhạc này đang làm sao đấy ở dưới sân khấu. Đương nhiên trước khi một buổi biểu diễn bắt đầu thì phải tập dượt trước khi mà lên, đúng không? Vậy tập dượt thì chúng ta có cụm động từ gì? Đáp án ở đây bạn, ví dụ bạn Mai Anh đưa ra đáp án là A. Đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án này rồi. Đó là warming up. Warming up thì nó chính là khởi động hoặc là tập dượt qua. Được chưa? Warming up là khởi động hoặc là tập dượt qua. Các bạn nào chưa biết thì chúng ta ghi vào. Khởi động, tập dượt qua. Lát nữa sau khi cô giáo like xong thì chị Trà nhá sẽ tổng hợp lại toàn bộ từ vựng và đăng lên trên fanpage. Cho nên là bạn nào mà chúng ta chưa vào fanpage thì chúng ta vào luôn đi. Luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc. Tí nữa cô giáo sẽ đăng toàn bộ phần từ vựng và cấu trúc ở trên trang này. Rồi, tiếp theo ở đáp án B thì kicking up là gì? Kick up là phrasal verb mà đi với gió bão ấy thì nó có nghĩa là hoạt động mạnh. Đấy. Ở đáp án C chúng ta có keep up thì các bạn có keep up cộng verb ing nó có nghĩa tiếp tục làm gì. Và ở đáp án D chúng ta có throw up. Throw up thì nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng một trong những nghĩa đấy nó một trong những nghĩa hay dùng ấy cô hay gặp đó chính là bỏ việc. Bỏ việc chúng ta có thể sử dụng throw up. Hoặc một nghĩa nữa là khi kiểu say say sẩm mặt mày mà bị nôn mửa ấy, thì các bạn cũng sử dụng throw up. Đấy, throw up là nôn mửa hoặc là có nghĩa là bỏ việc. Đấy, để suy ra đáp án chính xác sẽ là A. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu thì chúng tôi nghe thấy ban nhạc này tập dượt ở dưới sân khấu. Chuyển tiếp Ngọc, câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 của chúng ta là một câu liên quan đến phần câu hỏi đuôi này. A là won he, B là will he, C là does he và D là doesn't he. Trong câu 7 này thì các bạn để ý là phần trần thuật nó đang sử dụng thì tương lai đơn và đây là một câu khẳng định. Cho nên là phần láy đuôi của chúng ta phải ngược dấu, đó là một dấu phủ định. Phủ định thì các bạn sẽ bỏ chúng ta đáp án C, đáp án B. Sau đó chúng ta thấy ở đây người ta sử dụng will, cho nên phần đuôi của chúng ta sẽ phải là gì? Là won't, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, đúng chưa nào? Rồi, cô giáo nhìn thấy có bạn tên là My Anh này, bạn Ninh này, bạn là có nickname là Story đều chọn đáp án là A. Tiếp theo câu số 8. Câu số 8 của chúng ta có A là for the sake, B của chúng ta là in favor with, C của chúng ta là for fear và D của chúng ta là in lieu of. Cái từ này trông rất buồn cười đúng không? Nhiều bạn bảo là em thấy chả giống tiếng Anh gì cả, đọc là liêu liêu à? Của cái từ này chúng ta là liêu, liêu nhá, in lieu of. Thì cái câu hỏi số 8 này ấy, chúng ta bắt buộc phải điền một cái cụm từ gì đấy. Câu này là một câu từ vựng rồi, đúng không? Mà phải dịch được cái câu này thì mới làm được bài, à làm mới làm được chọn được đáp án. Câu này phải dịch thôi. Cô ấy thì đã tặng tôi một phần thưởng nhỏ chấm 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 tiền công cho công việc tôi làm. Như vậy là mình làm thì mình phải được tiền công, nhưng mà bây giờ cô ta lại đưa cho mình một khoản tiền thưởng. Vậy thì suy ra là cái khoản tiền thưởng này là thay vì trả tiền công thì cô ta cho một cái khoản tiền thưởng cho công sức lao động của mình. Vậy thì câu này các bạn phải sử dụng một cụm từ mà nó mang nghĩa là thay vì, và thay vì thì chọn đáp án gì các bạn? Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D các bạn nhá. Rồi, câu này cô thấy rất rất nhiều bạn chọn sai đây này. Câu hỏi số 8 các bạn chọn A. For the sake of, các bạn biết là gì không? Dịch là vì lợi ích của. Vì lợi ích của ai là for the sake of. In favor with thì nó có nghĩa là gì? Có thiện cảm với ai. Ở đáp án C mình có for fear of thì nó có nghĩa là gì? Lo rằng, sợ rằng. Và in lieu of thì nó chính là bằng với instead of. Cô nghĩ rằng là in lieu of thì các bạn sẽ ít dùng hơn nên các bạn không làm được câu này. Còn các bạn rất hay sử dụng từ thay vì trong tiếng Anh ấy, đó chính là gì? Instead of, đúng không? Có một bạn là bạn ấy nói rằng bài học rút ra cho câu này đó là cứ câu nào lạ lạ thì khoanh. ok, đấy là trong trường hợp em biết cả ba đáp án còn lại rồi. Ở đây cô giáo sẽ lưu ý một chút ở đáp án B thì in favor with, hoặc là các con hay nhìn thấy một cái cụm nữa là in favor of nhé. Thì in favor of á, nó có nghĩa là ủng hộ, tán thành, đúng không ạ? Rồi, ok. Có bạn bảo này đi thi thì chết. Thì bởi vì cái câu số 8 các bạn nhìn đây này. Cái câu số 8 ở trong ma trận đề thi này của chúng ta, một câu liên từ đây đúng không? Nó cũng thuộc một câu vận dụng. Đấy. Đấy, cho nên chúng ta nhìn vào đây này để xác định được xem là bây giờ anh đạt 8, 9, 10 thì ít nhất là anh phải đạt được những cái câu gì, đúng chưa ạ? Nên là tại sao mỗi một đề cô Ngọc đều có ma trận đề là như vậy. Rất nhiều bạn sau khi làm đề xong cũng không thể rút ra được là mình cần phải học trọng tâm kiến thức ở đâu. Hoặc thậm chí là có những bạn thì bảo là khi mà em nhìn vào đề em không biết là trong đề nó hỏi những cái câu thuộc về chuyên đề nào. Đấy, ma trận giúp cho các bạn giải quyết được vấn đề đấy. Học lớp 12 rồi mà mình mất gốc thì phải làm lại luôn đi nhá. Nào, tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 9. Câu số 9 của chúng ta là một câu liên quan đến cấp so sánh. A chúng ta có the smartest, B chúng ta có the smarter, C là smarter và D là smartest.
Thì cái câu hỏi số 9 ấy, các bạn phải để ý cô giáo cái mệnh đề đầu tiên này. Mệnh đề đầu tiên nó có the. Thế thì khi mà chúng ta có the rồi lại the, sau đó cộng với so sánh hơn, sau đó cộng với chủ ngữ và động từ, thì đây chính là cấu trúc công thức của gì? À, cấp so sánh càng càng, đúng không? Và câu này mình sẽ dịch là bạn càng học nhiều thì bạn càng trở nên thông minh, đúng không ạ? Và theo đúng cấu trúc thì các bạn phải có the này, cộng so sánh hơn của tính từ ngắn ở đây là smart, thì thêm đuôi er vào chúng ta sẽ đọc là smarter, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án, đâu rồi? Smarter, the smarter, đáp án là B, đúng chưa nào? Đấy, cô giáo sẽ đọc qua, nghĩa qua đáp án các bạn xem đúng chưa? Bạn hỏi for fear of là gì? Phương Mai ơi, ai bảo for fear of là vì lợi ích của? For fear of là lo sợ rằng, còn for the sake of mới là vì lợi ích của ai, được chưa nào? Nhớ nhá. Rồi, bây giờ cô giáo nhìn thấy bạn Bành Triệu Hào này, Trần Hương Giang này. Ôi, có bọn bạn nickname ghê chưa? Thịnh Đại Bàng. Hẳn là Thịnh Đại Bàng cơ. Rồi, được chẳng vì. Câu 9 rất là dễ đúng không các bạn? Tiếp theo, chỉ cho Ngọc câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 của chúng ta là một câu hỏi liên quan đến gì? Kiến thức về từ loại. Đi thi thì 100% chắc chắn sẽ có gì? Câu hỏi về từ loại rồi. Với đáp án A của chúng ta là một động từ này. Đáp án B của chúng ta có đuôi should là một danh từ. Đáp án C của chúng ta là một tính từ. Và đáp án D của chúng ta cũng lại là một tính từ, bởi vì các bạn có cái đuôi này này. Thế thì câu số 10, trước khi mà chúng ta điền được đáp án thì chúng ta phải xem liền trước và liền sau của mình ấy, nó sẽ là loại từ gì. Each district will appoint one da 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 to speak to the local leaders about the struggles in their community. Ở đây bạn có one, đúng không? Ờ, sau one thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cộng với một gì rồi, một danh từ rồi. Bởi vì cái từ này dịch là một, phải là một cái gì, một ai đó, đúng chưa? Nên nó sẽ là danh từ, cái gì và ai đó là danh từ. Vậy chỗ này thì khi mà chúng ta nhìn liền trước liền sau, các bạn thấy rất dễ không? Đáp án là B. Nên là cái câu này ý, nó cũng chẳng thuộc là vận dụng hay vận dụng cao được. Nó rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nhìn từ liền trước liền sau, nhớ được vị trí của các loại từ trong tiếng Anh, hoàn toàn không cần phải dịch. Còn bây giờ học thì chúng ta cần phải biết nghĩa của nó. Ở đây chúng ta có từ representation, nó là gì nhỉ? Sự đại diện, sự thay mặt. À, thôi chết rồi, cô giáo xin lỗi. Câu B này, câu 10 này chúng mình nhìn lại một tí. Cái câu C này cô giáo đã bị rất là thiếu cẩn thận rồi. Câu C này có đôi chip, nhưng mà cái từ này của chúng ta lại là một danh từ cơ. Cô giáo xin lỗi. Bây giờ đến dịch thì mình mới thấy lỗi. Representative của chúng ta là một danh từ, và từ này nó có nghĩa là người đại diện. Còn cái từ representation của chúng ta thì cũng là danh từ, nhưng mà nó lại là sự đại thay mặt hoặc là sự đại diện. Đấy, đến lúc mà cô dịch thì cô mới thấy là đấy, cho nên là phải cẩn thận, đúng không ạ? Với câu số 10 em sẽ để ý là câu này mình dịch là mỗi một quận sẽ phải chỉ định một người để mà nói chuyện với những cái vị lãnh đạo địa phương, đúng không? Trong cộng đồng của mình. Thế vậy thì cái câu hỏi số 10 này phải cần một người cơ, chứ không phải là cần một sự, đúng không ạ? Vậy người thì chúng ta sẽ có đáp án là C, representative. Representative của chúng ta nó là một danh từ và nó có nghĩa là người đại diện, mặc dù có đuôi chẹp. Đấy, câu này, cho nên là câu này thì thực ra là cũng là một câu hơi khó, khi bạn, nếu bạn dựa vào đuôi để bạn xác định từ loại thì bạn cũng có thể sai câu này. Bởi vì thường thì đuôi chief, đuôi tive này nó lại là một đuôi tính từ chứ không phải là một đuôi danh từ các bạn ạ. Đấy, có bạn Uyên Phương nói rằng em không dịch mà khoanh luôn. Nếu mà em không dịch mà em khoanh luôn thì chắc chắn là toang câu này rồi. Chắc chắn là câu này sẽ toang luôn. Và câu 10 cô giáo sẽ chọn C. À, khi mà cô giáo chọn lại đáp án câu này thì cô giáo phải mở lại ma trận của cái câu hỏi số 10 này đã. Để cô giáo, câu số 10 này. Đấy nhá, ở đây cô giáo sẽ chỉ cho là một câu hỏi thông hiểu thế đấy, chưa phải là những câu gì quá xa vời đâu. Đào, tiếp theo, chủ đô Ngọc câu hỏi số 11. Câu 11 của chúng ta chọn đáp án gì này? Câu 11, A của chúng ta là were not we, B là were we not, C là hadn't we và D là had we not. Câu này chính là câu đảo ngữ, đúng không? Và thuộc về kiến thức câu điều kiện. Nhiều bạn khi mà làm đến câu 11 này này, không biết là nó đang là thuộc về chuyên đề gì, đúng chưa? Trong câu này thì ở đây nếu chưa biết chuyên đề gì thì nhìn vào đây. Câu 11 của chúng ta đó chính là đảo ngữ câu điều kiện. Đấy, nên là ma trận đề rất quan trọng nhá. Cô đã làm hộ các bạn ma trận rồi đấy, để biết được rằng là chúng ta cần phải, chúng ta sai ở những cái chủ điểm gì để ôn lại này. Đấy, câu 11 chọn đáp án gì? Cô giáo đã nhìn thấy có bạn đang chọn C, có bạn đang chọn D, có bạn đang chọn A, bạn Triệu Hào chọn 11B. Thế câu 11 thì chúng ta chọn A, B, C hay D, đây 4 đáp án đều có người chọn rồi. Ở đây thì các bạn sẽ có kiến thức về câu điều kiện, và là câu điều kiện loại 2 mà lại đảo ngữ. Đảo ngữ cộng câu điều kiện loại 2. Với trường hợp là đảo ngữ câu điều kiện loại 2 mà lại dạng phủ định, có to verb ở đây thì chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Chưa biết các bạn ghi vào này. Các bạn sẽ đảo were lên đầu cho cô này,
Sau đó chúng ta cộng với chủ ngữ 1 này, sau đó chúng ta cộng với not này, sau đó chúng ta cộng với gì? Cộng với to verb. Đây là cấu trúc mà các bạn cần phải ghi nhớ. Were cộng chủ ngữ 1 này, cộng với not cộng to verb. Khi các bạn nhớ được công thức này rồi thì các bạn sẽ khoanh được ngay cho giáo đáp án chính xác cho câu này sẽ là đáp án B, đúng không các bạn? Đấy. Câu này mà anh nào mà không nhớ được kiến thức đảo ngữ của câu điều kiện loại 2 thì chắc chắn làm sai rồi. 11B. Thế nên đó là lý do tại sao mà ACD đều có người chọn, đúng chưa? Và câu này của chúng ta sẽ dịch lại như sau. Bao giờ thì cô có khóa dạy lại ngữ pháp? Cô đang có nhá các bạn. Tí nữa cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ khóa của cô Ngọc. Hiện nay đang có cái ưu đãi rất là lớn. Và thứ hai nữa đấy là cô dạy livestream trong nhóm kín. Lát nữa sau khi cô giáo livestream xong thì cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn. Ở câu số 11 này mình dịch như thế này. Nếu như mà chúng ta không xây thêm đường ấy, phải cái việc tắc nghẽn giao thông trong thành phố sẽ ngày càng tồi tệ hơn, đúng không ạ? Đấy. Rồi tiếp theo chỉ cho Ngọc câu số 12. Câu 12 của chúng ta là một câu hỏi liên quan đến kiến thức về mệnh đề quan hệ. A là sum of which, B là sum of whom, C là sum of them và D là sum of they. Thì cái câu 12 này các bạn để ý cho cô giáo nhìn nhá, để ý cô giáo này. Nếu như mà những bạn mà chúng ta sai câu này ấy, thì chúng ta phải học ngay lại kiến thức về mệnh đề quan hệ nhá. Câu này của chúng ta sẽ dịch như sau này. Tôi đã mua một vài món hàng quần áo ở một cửa hàng nhỏ, thế nhưng mà một vài trong số chúng lại vô cùng đắt đỏ. Vậy là sum of them, hay là sum of which, hay là sum of they, hay là sum of whom đây này. Đấy. Câu này là một câu cực kỳ dễ sai. Và cô có thể chắc chắn là bài câu này ngày hôm nay ít nhất phải đến 70% học sinh sẽ chọn sai câu hỏi số 12. Cô đang nhìn thấy gần như là 70% học sinh ở này. Vũ Hương Giang chọn 12A, Lê Thị Đạt chọn 12A, Bành Trợ Hào chọn 12A, Nguyễn Gia Huy chọn 12A, Vũ Hào Hà Tiên chọn 12A. Và đáp án chính xác của các bạn lại là đáp án gì? Đáp án gì? 70% sẽ chọn đáp án sai nhé. Mà các bạn nghe thấy cô giáo vừa nói rồi đấy. Đáp án gì các bạn nhỉ? Đáp án A là đáp án sai. Đáp án chính xác ở đây sẽ phải là đáp án C. Cho nên tại sao những cái câu như thế này lại là câu lừa? Ở đây các bạn không dùng but some of which, mà các bạn phải dùng là but some of them were extremely expensive. Có rất nhiều bạn đang quay xe với cái câu hỏi số 12 đây này. Đấy, được chưa? Đúng chưa? Rồi rất nhiều bạn sai. Các bạn có công nhận cô giáo 70% học sinh chọn sai câu này không? Đây nhá, kéo lên một loạt tất cả đều đang chọn đáp án là A. Ở đây thì bạn thấy là mình đã có but là liên từ nối rồi, đúng không? Đấy, cho nên là khi mà cô giáo nói rằng ở đây là kiến thức về mệnh đề quan hệ, không phải là chúng ta phải sử dụng ở đây là một mệnh đề quan hệ, đúng chưa? Mà là nó dễ nhầm với câu về mệnh đề quan hệ. Đấy, được chưa? Ở câu 12 này chúng ta đã có but là liên từ, chúng ta chỉ cần sử dụng them để thay thế nó thôi. But some of them, và them ở đây của chúng ta chính là several items of clothing ở đằng trước ấy, được chưa nào? Rồi, tiếp theo chủ yếu Ngọc câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13 của chúng ta chọn đáp án gì? A là had been suffered, B là have suffered, C là suffered và D của chúng ta là had been suffering. Thì trong câu hỏi số 13 của chúng ta là một câu hỏi liên quan đến thì của động từ. Đây là một câu rất là đơn giản. Đây bây giờ các bạn gỡ lại cho cô giáo câu này đi. Các bạn gỡ lại cô giáo câu hỏi số 13 này. Ở đáp án A của chúng ta là thì quá khứ hoàn thành nhưng là câu bị động này. Ở đáp án B là have suffered là thì hiện tại hoàn thành này. Ở đáp án C là suffered là thì quá khứ đơn này. Và D là had been suffering là thì gì đấy? Had been cộng với lại voing à? Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, đúng chưa? Thì trong câu hỏi nhưng mà là dạng chủ động. Thế thì câu này trước khi mà làm thì cô nghĩ là chúng ta hãy xác định xem là câu này là chủ động hay là bị động đã, để mình có thể loại trừ được đáp án. Ai là chủ ngữ? Suffer là chịu đựng. Tôi chịu đựng một căn bệnh cúm. Thì rõ ràng đây là một câu gì? Câu chủ động, đúng không? Chủ động thì các bạn gạch phén cô giáo đáp án A. Ta còn B với C với D. B, C, D thì chúng ta lại dựa vào cho cô giáo cái từ since ở đây này. Đấy, đúng không? Ừ, tôi đã cảm thấy rất là gì? Vô cùng tồi tệ trong suốt bài kiểm tra nói của mình. Bởi vì là tôi đã bị cảm cúm từ ngày hôm trước. Thế vậy đây là một hành động ở trong quá khứ, đúng không? Việc bị cảm cúm là việc xảy ra trước, đúng không? Cho nên ở đây các bạn phải sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Nhưng đây không có quá khứ hoàn thành thì dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn cũng được, đúng chưa? Và đáp án chính xác của chúng ta là đi. Có bạn hỏi cô Ngọc là tại sao phải sử dụng quá khứ hoàn thành tiếp diễn? Thì các bạn sẽ thấy là quá khứ hoàn thành tiếp diễn ở đây có thể sử dụng khi mà nó muốn nhấn mạnh được cái tính chất liên tục của hành động ấy, được chưa? Đấy, cho nên chúng ta chọn đi nhá. Câu này mà cô giáo thấy có bạn chọn B à?
No. Nếu mà chúng ta không có một cái câu tình huống là đằng trước là I felt terrible during my speaking test thì chắc là các bạn chọn B đấy là được. Thế nhưng chỗ này nó lại có một câu tình huống là câu này trong quá khứ rồi, cho nên ở đây các bạn sử dụng quá khứ hoàn thành cho cô. Thế mà đề này tính đến đây cô nghĩ là học sinh mà được 10 điểm đề này thì khá là khó đấy. Được chưa? Rồi, học sinh khá là khó để có thể được 10 điểm của đề số 1 ngày hôm nay là xác định mục tiêu. Thế mà hôm trước có ông nào bảo là dễ, dễ quá. Rồi bây giờ chuyển cho Ngọc câu số 14. Câu số 14 của chúng ta là một câu vận dụng cao. Các bạn nhìn thấy đây là một câu liên quan kiến thức với cụm cố định nhá. Đấy. Cái mục tiêu của chúng ta là luyện đề 9 cộng cơ mà, cho nên phải làm những đề như vậy. Bây giờ chúng ta nhìn vào câu hỏi số 14. A là path, B là light, C là tunnel và D là road. A loss in the primary elections will mean the end of the gì gì đấy for each campaign. Một cái thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ ấy thì có nghĩa là đồng nghĩa với việc sẽ làm sao đấy cái con đường tranh cử của ông ta. Vậy các bạn thấy là một sự thất bại liên quan đến the end of, the end có nghĩa là điểm điểm kết thúc, hoặc các bạn dịch ở đây có nghĩa là kết thúc cái con đường tranh cử của ông ấy, đúng không? Vậy chúng ta có một cái cụm từ đó là gì nhỉ? Một điều gì đấy không còn xảy ra nữa, một hoạt động gì không còn xảy ra nữa, đó chính là gì? Đó chính là the end of the line hoặc là the end of the road. Đấy, các bạn ghi hộ giáo đi. The end of the light. À, the line nhé, cô giáo xin lỗi, phát âm sai đấy. Light, L-I-N-E. Chứ đọc là lighter là chọn B đấy. Hoặc là the end of the road. Nó có nghĩa là kết thúc một cái hoạt động gì đấy. Thì đây này, nó đồng nghĩa việc sẽ kết thúc hoạt động con đường tranh cử của ông ta, đúng chưa? Đấy, cho nên chúng ta chọn đâu đó đáp án chính xác của câu này sẽ là đáp án D. Đấy, có thể sử dụng là the end of the line hoặc là the end of the road, đúng không? Ở đây chỉ có road thôi. Đó, được chưa? Tiếp theo chuyển cho Ngọc câu 16. Có bạn bảo là cô để gần cái cam lại cho nhìn rõ. Các bạn nào để gần muốn nhìn rõ nhé, chúng ta vào trang này cho Ngọc này, luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc, để chúng ta xem livestream cô giáo đang hướng dẫn trực tiếp ở trên trang fanpage. Và các cái livestream này đều lưu lại được, chứ livestream ở các kênh khác là không lưu lại được đâu, được chưa nào? Rồi tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 15. Câu hỏi số 15 của chúng ta chọn đáp án gì? Ở câu 15 của chúng ta ở đây thì là một câu liên quan đến giới từ. Tuy nhiên câu này không phải là chúng ta sẽ dịch giới từ cho vào đây, mà chúng ta phải thuộc cho giáo cả cái cụm liên quan đến từ đằng trước nữa. Ví dụ này, absorb thì đi với giới từ gì? Hay là aware này thì sẽ đi với giới từ gì? Nào câu này chọn gì? A là with đi với for, B là in đi với of, C là with đi với of và D là gì đấy? In đi với for. Câu này mà ai không biết thì có lẽ là chỉ có nói lên thuận miệng là khoanh thôi, đúng không ạ? Đấy, công công số 15 chọn gì? Nào câu 15 chọn gì? Cô ta thì đã rất là say mê chơi điện tử, đúng không? Đến nỗi mà cô ta không nhận thức được điều gì đang xảy ra xung quanh mình. Trong câu 15 trước khi mà chữa bài thì cô giáo có cấu trúc sâu chấm chấm dát. Sâu chấm chấm dát sẽ dịch là quá đến nỗi mà. Và câu này dịch là cô ta quá mải mê chơi điện tử đến nỗi mà cô ta không nhận thức được, đúng không ạ? Và đáp án chính xác câu hỏi số 15 này đó chính là đáp án B cho cô nhá. Và nhớ cho cô giáo là absorb in này thì nó có nghĩa là say mê thích thú với cái gì, và to be unaware of có nghĩa là không nhận thức được điều gì. Còn nếu như các bạn bỏ tiền tố ăn này đi là to be aware of thì nó có nghĩa là để tâm chú ý nhận thức về điều gì, đúng không ạ? Đấy. Rồi, tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 16. Câu 16 của chúng ta là một câu liên quan đến cái gì đấy nhỉ? À, kiến thức về rút gọn mệnh đề. Câu 16 liên quan đến kiến thức về rút gọn mệnh đề. Tại sao chuỗi livestream này hỗ trợ cho 2K4 lại không đặt tên là tổng ôn luyện đề 8 cộng? Bởi vì nếu mà đã làm được 5 đề này hoàn hảo xuất sắc thì cô giáo khẳng định với các bạn đi thi trung học thông quốc gia chắc chắn các bạn sẽ trên 9 điểm. Ok, cho nên là làm đề này mà các bạn, cái đề này so với đề trong cuốn sách bộ đề nắm chắc 8 cộng cô Ngọc, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hơn hẳn một bậc luôn, đúng không ạ? Nó khó hơn thì các bạn mới có thể có mục tiêu cao hơn được, đúng chưa? Chứ còn đây, nếu mà các bạn nào trong lớp live của cô Ngọc mà làm đề này là bộ đề nắm chắc 8 cộng thì hôm nay có nhận xét là đề này của mình khó hơn nhiều không? Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì tên của nó là 9 cộng mà. Đó. Nên là không phải là hoang mang về là kiến thức của bản thân, mà vấn đề ở đây là chúng ta mục tiêu như thế nào thì phải ôn như thế đấy. Nào bây giờ nhìn vào câu 16. Câu 16 là kiến thức rút gọn mệnh đề. Bạn nào mà chúng ta mất gốc ấy là thậm chí còn không biết câu 16 này thuộc về cái chuyên đề kiến thức gì. Cô Ngọc nhìn thấy anh Thu ở trên này thì đang comment là 6C, Lương Huy chọn 16A, Lương Minh Kha chọn 16C, bạn Nguyễn Phương chọn C, bạn Nguyễn Sơn Lâm chọn C, Nguyễn Giao Huy chọn C, Vi Hoàng Đô chọn C, Everybody chọn C. Nhưng mà cũng có những người thì đang chọn đáp án là A, đúng không ạ? Vậy chúng ta chọn gì?
Trong cái câu hỏi lại khó hơn thật cô ạ. Ừ thì đúng rồi. Trong câu hỏi số 16 này các bạn thấy là kỳ ai, người mà lên kế hoạch gì sống ở ngôi nhà ở dưới hầm ấy thì không nên cho rằng nó là an toàn mà nên kiểm tra nó thật cẩn thận. Cô sẽ phân tích cái câu hỏi số 16 này tại sao lại gọi là rút gọn mệnh đề. Nếu như cô giáo không rút gọn mệnh đề thì cô giáo sẽ viết cái câu này hoàn chỉnh sẽ là thế nào các bạn nhỉ? Sẽ là anyone who, bất kỳ ai, người mà này, đúng không ạ? Sau đó là gì? Người mà lên kế hoạch, đúng không? Chúng ta sẽ có who plans to live in an gì gì đấy. Bây giờ chúng ta rút gọn cái này. Đấy, thêm nhớ này, khi mệnh đề được rút gọn mà mang nghĩa chủ động thì các bạn sẽ rút gọn lại còn verb in của động từ. Còn khi mệnh đề được rút gọn mà mang nghĩa bị động thì các bạn rút gọn còn P2 của động từ. Thì câu này các em nhìn thấy là người mà lên kế hoạch sống ở thì đây là một câu chủ động, người ta tự lên kế hoạch đúng không ạ? Vậy chủ động thì chúng ta sẽ để dạng là verb in. Suy ra đáp án chính xác của câu hỏi số 16 của cô sẽ là đáp án C, đó là planning, đúng chưa? Còn ở dưới này sử dụng to live bởi vì sau plan cộng to verb có nghĩa là lên kế hoạch làm gì, đúng chưa nào? Đấy, câu này cô giáo nhìn thấy C, các bạn rất là nhiều bạn chọn C đúng không? Đấy, ok xong nhá. Tiếp theo, chuyển cho Ngọc câu hỏi số 17. Câu hỏi số 17 của chúng ta là một câu hỏi liên quan đến kiến thức về động từ nguyên mẫu, động từ to verb, verb in và cái động từ remember này là chúng ta nhớ là đằng sau cộng to verb hay verb in nhỉ? À, nó xảy ra cả hai trường hợp. Trường thứ nhất, nếu như sau remember của chúng ta cộng với to verb thì có nghĩa là chúng ta nhớ phải làm gì, đúng không? Nhớ phải làm gì. Trường thứ hai, nếu như sau remember của chúng ta mà cộng với lại verb in thì có nghĩa là nhớ việc đã làm gì. Vậy câu hỏi số 17 của chúng ta, mình thử xem là phải làm gì hay là đã làm gì rồi. Tôi nhớ ấy, là tôi đã thấy Maria ở bữa tiệc rồi, chấm. Cô ta nói chuyện với bạn trai của tôi trong khi tôi ra ngoài đi mua một chút đồ ăn. Vậy với câu 17 là cái việc này là đã xảy ra cho nên người ta chia quá khứ. Xảy ra rồi thì chúng ta thấy phải sử dụng verb gì? Verb in. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C. Rồi, cô giáo lại giải thích tiếp câu hỏi số 17. Đó là có rất nhiều bạn hỏi một cái câu này là tại sao cô giáo không chọn đáp án A? Bạn hỏi tại sao không chọn A? Yes, em hỏi thế, cô giáo chọn câu hỏi rất hay bởi vì đáp án A thực tế nó sai không phải là vì sai ngữ pháp. Bởi vì là having been seen vẫn ok sau remember cộng verb in, đúng chưa? Nhưng nó sai ở cái gì? Nó sai là vì đây là một câu mang ý gì? Mang ý chủ động. Tôi nhớ là tôi nhìn thấy Maria, là tôi là người nhìn thấy. Nếu em chọn remember cộng having been seen thì nó lại trở thành một câu mang nghĩa bị động là tôi nhớ là đã được nhìn thấy, đúng chưa ạ? Cho nên ở đây chúng ta phải sử dụng câu giáo đáp án là C chứ không phải là A. Đó, nên là câu này thì bạn nào giải thích là phải là giải thích là sai nghĩa nhá, sai chủ động bị động chứ không phải là sai ngữ pháp của sau remember đâu. Đấy, having been seen vẫn ok nếu như đó là một câu bị động. Rồi ok. Maria lại nói chuyện với bạn trai của mình trong khi mình ra đồ ăn, mua đồ ăn đúng không? Rồi tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 18. Câu 18 của chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây chúng ta có một câu, cũng là một câu thuộc câu vận dụng cao đây này. Nào câu này khó này. Ở câu 18 mình có cho cô A là unfasten. Unfasten. B của chúng ta là unwind. C của mình là uncover. Và D của chúng ta là unload. Đấy, câu này chọn đáp án gì? Thì chúng ta phải dựa vào nghĩa. Nếu như mà chúng ta chọn A thì unfasten của chúng ta nó có nghĩa là gì nhỉ? Mở cái gì ra, cởi cái gì ra, nới cái gì ra. Đấy. Nếu mà chúng ta chọn unwind thì động từ này nó bằng với relax, có nghĩa là thư giãn, nghỉ ngơi. Nếu chọn C uncover nó cũng có nghĩa là mở cái gì ra, đúng không? Và D là unload thì nó có nghĩa là dỡ hàng. Thì câu này dịch này, tôi thì đã coi âm nhạc như là một cái niềm đam mê của mình bởi vì âm nhạc giúp cho tôi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đúng không ạ? Vậy thì với câu 18 chúng ta phải sử dụng động từ đã relax, đúng không? Tức là unwind đấy, được chưa nào? Rồi câu này là một câu hỏi từ vựng. Tiếp theo câu hỏi số 19 và kết thúc chuỗi từ vựng ngữ pháp của 15 câu này. Nào bây giờ chúng ta nhìn vào câu hỏi số 19. A chúng ta có từ eradicate, eradicated. B là diminished. C của chúng ta là gì nhỉ? Exterminate. Và đáp án D của chúng ta là discard. Thế thì câu này chọn gì? Đầu tiên cũng là một câu từ vựng thì mình phải xác định nghĩa của cả bốn từ thôi. Đầu tiên là cái từ eradicate. Eradicate của chúng ta là loại bỏ, đúng không ạ? Loại bỏ. B của chúng ta là gì? Diminish. Diminish của chúng ta có nghĩa là giảm. C chúng ta có từ gì? Exterminate. Exterminate thì nó có nghĩa là hủy diệt, đúng không ạ?
Và ở đáp án D thì chúng ta có từ discard thì nó có nghĩa là bằng với từ get rid of đấy, à, có nghĩa là loại bỏ. Đấy, get rid of, loại bỏ. Thế bây giờ cô giáo nhìn nhá. Đầu tiên cô giáo chưa cần dịch cái gì, cô giáo sẽ chỉ các bạn một cái cách làm rất dễ cái câu này ấy. Đó chính là có trạng từ sharply. Các bạn ạ, à, nó có cái trạng từ sharply. Thì đây là một trạng từ chuyên đi với từ tăng giảm. Nó chuyên đi với từ tăng giảm. Đấy, những cái từ như cái từ sharply hoặc là cái từ dramatically cô giáo cũng thấy rất hay có trong đề đấy. Nó chuyên đi với từ tăng giảm. Vậy thì các bạn biết rồi đấy, đáp án chính xác của chúng ta ở đây sẽ là đáp án gì? Đáp án B. Thế thôi, đúng không? Bởi vì từ này có nghĩa là giảm. Và cái câu này, cả một câu của chúng ta thì sẽ dịch như sau. Các bạn nhớ nhá, sharply. Nhu cầu về nước ấy thì nó không tăng nhanh như là dự kiến. Đây này, có tăng thì nó phải có giảm các bạn. Đây này, đấy. Rising as rapidly as, đúng không? Rồi, do đó là cái áp lực để xây thêm cơ sở vật chất mới thì nó cũng đã giảm mạnh trong vòng 2 thập kỷ qua. Đúng chưa? Đấy. Nhu cầu về nước không tăng nhanh như chúng ta dự kiến. Vì thế, cái áp lực xây dựng các cái cơ sở hạ tầng mới nó cũng giảm mạnh trong vòng 2 thập kỷ qua. Một câu rất là hay về nghĩa rồi. Đúng chưa? Và cũng là các bạn dịch, các bạn thấy bên trên, mình để ý một tí xíu thì bên trên nó có cái từ là gì? Từ tăng. Ở bên dưới là giảm. Đúng không ạ? Đấy, ok. Đấy chưa? Dựa vào trạng từ đằng sau, dựa vào từ phía trước. Nên là khi mà chúng ta làm bài, chúng ta phải nhìn thật là kỹ càng vào. Có bạn và con khóc rồi đấy. Nên là bạn nào mà chúng ta muốn tổng ôn luyện đề 9 cộng nhá, thì hãy chú ý cái khóa học của cô Ngọc. Đấy, khi mà trong đề chúng ta ấy, là chúng ta sẽ tăng dần cấp độ như thế này đấy. Bây giờ là đang ở bộ đề nắm chắc 8 cộng đấy, bây giờ 9 cộng, đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển cô giáo câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số tiếp theo của chúng ta là câu hỏi số 20-21, phần đồng nghĩa. Các cô giáo hỏi này, có bạn nào làm đúng 19 câu từ nãy đến giờ không ạ? Nếu mà bạn nào làm 19 câu đúng từ nãy đến giờ thì khả năng là năm sau nhá, cô Ngọc sẽ tuyển làm trợ lý, được chưa? Trợ giảng trong lớp cô Ngọc. Nào bây giờ nhìn câu hỏi số 20. Câu hỏi số 20 của chúng ta ở đây là một câu liên quan đến từ đồng nghĩa. Và ở đây người ta đang gạch chân một từ cũng không quá là khó đúng không? Cái từ này thì là exhausted. Exhaustive thì nó không liên quan đến từ exhausted đâu. Nhớ nhá. Từ này không liên quan gì đến từ này. Hai từ này ấy, mà trong bài chọn lỗi sai là rất hay gặp ở trong cái câu cuối cùng của phần chọn lỗi sai là cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Exhaustive thì nó có nghĩa là thấu đáo toàn diện. Trong khi đó exhausted thì nó có nghĩa là gì? Mệt mỏi, kiệt quệ về sức lực. Thì cái câu này thì là nghiên cứu toàn diện về cái gì đấy, về cái tác dụng của thuốc nó đã được thì đã được thực hiện, một nghiên cứu đã được thực hiện. Vậy toàn diện này sẽ đồng nghĩa với từ A, plentiful. B của chúng ta là gì? Neglectful. C của chúng ta là comprehensive và D là considerable. Đầu tiên là plentiful thì plenty của chúng ta là nhiều, từ này nó cũng có nghĩa là nhiều. B của chúng ta là neglectful thì đây là một cái tính từ, nó cũng xuất phát từ từ neglect thôi, có nghĩa là phớt lờ, thờ ơ. Ở đây B của chúng ta là considerable thì từ này nó có nghĩa là đáng kể, đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, đáp án chính xác của chúng ta trong câu này sẽ là đáp án C, đó là comprehensive, đúng chưa ạ? Nó có nghĩa là toàn diện, là thấu đáo, đúng không? Cô có share tài liệu này không ạ? Tất cả tài liệu cô giáo đều đăng ở trên trang luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc các bạn nhé. Rồi, tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 21. Câu hỏi số 21 của chúng ta, đúng rồi, ở đây là tìm từ đồng nghĩa cơ mà. Có bạn nào chọn từ đồng trái nghĩa à? Nào câu hỏi số 21 nào. Ở đây chúng ta có một cái tính từ là từ imminent. Imminent cũng là một từ mới đấy. Đây là từ mới. Bởi vì đây là một từ rất ít khi cô giáo đã cho học sinh làm rồi. Rồi từ cộng, cho nên cái câu này thì được thuộc vào phần vận dụng cao của trong đề thi ngày hôm nay. Nào câu hỏi số 21, imminent của chúng ta có nghĩa là gì? Sắp xảy ra, đúng không? Sắp xảy ra. Vậy đồng nghĩa với nó sẽ là A này, unfailing. Nếu cô nhớ không nhầm thì unfailing xuất hiện trong đề thi năm 2018. Thi trung học phổ thông 2018 với đề năm khó ấy, đúng không? Unfailing. B của chúng ta advancing, C của chúng ta impending và D của chúng ta overwhelming. Từ này là từ mới, nhưng cái từ chọn thì không phải là từ mới. Chúng ta thấy cái từ sắp xảy ra hay còn gọi là đang chờ ấy, bao giờ người ta cũng sử dụng từ impending, đúng không? Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C. Impending hoặc là imminent đều có nghĩa là sắp xảy ra. Đáp án là C nhá. Rồi, tiếp theo chủ yếu Ngọc câu hỏi số 22. Câu hỏi số 22 là một câu dễ hơn này. Chúng ta có một cái tính từ là clear cut và đi với cái danh từ đằng sau là evidence. Evidence thì ai cũng biết rồi, nó có nghĩa là chứng cứ, bằng chứng. Clear thì chắc các bạn biết, nó có nghĩa là rõ ràng. Thế thì clear cut thì nó cũng có nghĩa là bằng chứng rõ ràng mà thôi. Clear cut là rõ ràng. Đấy.
Vậy bây giờ các bạn phải tìm cho nó một từ đối nghĩa, một từ rõ ràng. Rõ ràng thì chắc chắn đối nghĩa với nó sẽ là mập mờ, sẽ là không rõ ràng, đúng không? Mập mờ, mơ hồ sẽ là gì? A của chúng ta, cái từ definite này này, definite của chúng ta là rõ ràng. Đây là đồng chứ không phải trái. Ở đáp án C, chúng ta có từ instinctive, từ này có nghĩa là bản năng, không liên quan. Đáp án D, chúng ta có từ transparent, từ này là rõ ràng, trong suốt, không được. Vậy thì đáp án còn lại của chúng ta sẽ là đáp án chính xác. Đó là gì? Đáp án B, chúng ta có từ indistinct. Indistinct có nghĩa là không rõ ràng các bạn nhá. Rồi, có một bạn hỏi là overwhelming là gì vậy cô? Overwhelming của chúng ta có nghĩa là áp đảo, được chưa? Áp đảo, vượt trội. Rồi, tiếp theo, chị Trung Ngọc câu hỏi số 23. Câu 23 của chúng ta là một câu liên quan đến idioms. Go around the band. I'm going to go around the band if they don't turn the music down soon. Ok, câu này là câu thực ra lại rất dễ. Đấy, bởi vì sao? Các bạn có thể dựa vào cái mệnh đề đằng sau để đoán được nghĩa của cái idiom này cho cô. Tôi sẽ làm sao đấy nếu như họ không vặn nhỏ nhạc xuống. Nhạc ầm ầm ấy thì mình sẽ cảm thấy mình phát điên lên được. Và cái cụm go around the band của chúng ta nó chính là bằng với gì đấy? À, crazy, phát điên ấy. Được chưa nào? Đấy, các bạn có thể nói I'm going to drive crazy, được chưa? Go mad, nó cũng có nghĩa là gì? Phát điên. Đấy, phát điên rất tức giận, nổi điên, phát cáu thì chúng ta sử dụng go around the band. Và nổi điên phát cáu thì đương nhiên nó sẽ trái nghĩa với một cái cụm gì mà mang nghĩa kiểu rất là bình tĩnh, đúng không? Bình tĩnh. Và bình tĩnh thì chúng ta chọn đáp án là gì? Đáp án là A. Cô giáo xin rất xin chia buồn với những bạn nào mà chọn C nhá. Và cực kỳ nhiều bạn chọn C luôn. Cô xin chia buồn với bạn bởi vì chán các bạn quá cơ. Chúng ta chọn trái nghĩa cơ mà. Đáng lý các bạn đã đúng câu này rồi đấy, nhưng mà các bạn lại chọn trái đồng nghĩa, chọn trái nghĩa, được chưa? Thế thì stay calm của chúng ta có nghĩa là bình tĩnh. Còn become nervous có nghĩa là rất là kiểu lo lắng. Become crazy là trở thành điên rồi. Và stay silent thì có nghĩa là im lặng, đúng không ạ? Đấy, có bạn bảo à ừ, đúng chưa? À ừ cái gì nữa? Đi thi như thế là toi không phải 2 điểm rồi đấy. Nhớ nhá, để được điểm cao thì không được coi thường những câu dễ, mà cũng không được thiếu cẩn thận. Bởi vì sao? Câu khó hay câu dễ trong đề thi cũng chỉ được 0,2 điểm thôi, nó cũng như nhau cả, đúng không ạ? Vấn đề là các bạn phải câu nào cũng cần, đúng chưa? Đấy. Rồi, ok. Tiếp theo, đề thi năm nay của 2K4 không biết là dễ hay khó nhỉ? Nhưng mà cô mong là khó hơn năm ngoái đi, cho nó dễ cho phân loại, được chưa? Đặc trưng năm ngoái thì dễ quá. Nhiều bạn là học sinh là bảo là gì em vượt trội điểm luôn, đúng không? Mà các bạn thấy là năm 2018 của mình đề thi Trung học phổ thông quốc gia là khó. Đến năm 2019 dễ, năm 2020 dễ, 2021 dễ. Thế liệu cái gì nó quá tam ba bận không? Đấy, cho nên là chúng ta phải chú ý lên, được chưa? Rồi cô ơi, cô duyệt em vào nhóm Zalo à? Rồi lát nữa nhá, chị chúc xem. Rồi tiếp theo, chủ đề Ngọc có hỏi số 24. Ok, trước khi sang hỏi 24 cô giáo hỏi có bạn nào làm đúng 4 trên 4 phần đồng nghĩa trái nghĩa ngày hôm nay không? 4 trên 4 á. Nào bây giờ cho anh nhìn vào câu hỏi số 24. 24 của chúng ta là một câu liên quan đến phần gì? Giao tiếp. 24 này, Dan is asking Jen to have a drink with him. Jen thì đang gì nhỉ? Mời Jen đi uống nước với mình. Rồi, một câu Valentine đây. Valentine's Day. Would you like a drink? Này, đi uống nước với anh nhá. Rồi, Jen trả lời này, not at all. No problem, sorry. I have just had one, thanks. Hay là, thanks is really heavy. Nào các bạn, Huyền Trang có em ạ, Khánh Linh 4 trên 4 rất là tốt. Được. Tốt. Nào câu này liệu các bạn chọn gì? Câu này nhá, cô sẽ mở bạn ma trận đề ngày hôm nay. Nói chung là câu này mà bạn nào mà bảo đề dễ thì nói chung là tấm chiếu mới trải thôi. Tấm chiếu mới trải thôi. Cái câu hỏi số 24 này. Câu hỏi số 20, cô có tổng hợp cặp từ đồng nghĩa trái nghĩa không? Có, cô giáo vừa tổng hợp, thưa cô giáo vừa thấy chị admin đăng lên trên page ngày hôm nay rồi đấy. Đây, đồng nghĩa trái nghĩa đây. Nên là các bạn hãy follow like fanpage của cô Ngọc để chuẩn đây. 80 từ trái nghĩa thông dụng nhất. Đó, đúng chưa? Và cô giáo đang livestream ở trên trang luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc, đúng chưa nào? Đó. Nào, câu này mà bạn nào bảo hơi dễ. Cô giáo nhìn thấy bạn Tường Vi chọn C, có bạn Trần Quang Linh chọn B, bạn Lương Minh Kha bảo là đề này là đề dễ nhất trong năm đề đó các bạn. Cô Ngọc bảo thế, đúng, chính xác đấy. Cả mỗi một đề cô giáo sẽ tăng dần thêm một hai câu khó nữa. Rồi, câu này đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án C rồi, nhưng mà các bạn chọn C là cũng cũng giỏi đấy. Ở đây thì các bạn thấy là I have just had one ý, thì thường học sinh sẽ dịch là tôi vừa mới có một cái. Vậy dịch là one là một. Nhưng thực tế khi mà các bạn đáp lại một câu mời
Thì cái mệnh cái cục I have just had one, cái câu này nó có nghĩa là mình vừa uống rồi. Thanks, cảm ơn nhá. Đấy. Còn A của chúng ta là not at all thì dịch là không có gì đâu, không phù hợp với ngữ cảnh của câu. No problem, sorry có nghĩa là không có vấn đề gì đâu. Không không vấn đề gì đúng không? Và câu D của chúng ta là thanks, cảm ơn bạn, nó rất nặng, đang hỏi mời uống nước thì không thể nào nặng được đúng không? Cho nên chúng ta sẽ chọn câu giáo đáp án là C. Đấy, được chưa nào? I have just had one, được chưa? Tiếp theo chuyển sang câu hỏi số 25. Câu hỏi số 25 của chúng ta như sau. Matt and Morgan thì đang nói chuyện về việc làm thế nào để có thể trở thành một vận động viên thể thao giỏi. Và Matt nói rằng Having a good coach is the most important thing to become a good tennis player. Này, có được một người hướng dẫn viên, à quên, một người hướng dẫn, huấn luyện viên giỏi ấy, thì thực sự là một điều quan trọng nhất để trở thành được một người chơi tennis giỏi. Morgan liệu có đồng ý với câu này không? Thì đây là một câu cho về opinion, một câu về gì nhỉ? Ý kiến cá nhân. Thì các bạn sẽ chọn cho giáo một câu đáp lại là đồng tình hoặc là không đồng tình với nó. Để biết được đồng tình hay không đồng tình thì dựa vào cái câu gốc đằng sau người ta cho là một câu tình huống này. Gì đây nhỉ? You don't need the best tennis racket, but you need to be given good advice from your coach. Nó bảo là gì? Thực ra ấy, thì cậu không cần một cái vợt tốt nhất, nhưng cậu sẽ cần được cho lời khuyên tốt nhất từ huấn luyện viên của mình. Vậy thì suy ra là đề cao cái giá trị của huấn luyện viên, đúng không ạ? Vậy tức là nó đồng tình với cái thằng bên trên. Và đồng tình thì chúng ta có cho cô này. Ê, hey, there are many doubts about that. À, chúng ta có từ doubt là nghi ngờ. Nghi ngờ là không đồng tình rồi. C này, it's not as simple as it seems. Nó không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu. Không liên quan rồi. D, it's out of question. Không thể nào. Bạn nào chưa biết thì ghi vào. It's out of question, không thể nào. Và đương nhiên rồi, đáp án còn lại sẽ đáp án chính xác. That's just what I was thinking. Câu này dễ hơn câu trên. Có nghĩa là những gì bạn nói cũng chính là những gì cậu tớ nghĩ. Được chưa? Tức là tớ đồng tình. Được chưa? Rồi, ok. Bạn nào 2 trên 2 phần này không? Tiếp theo, chuyển sang Ngọc câu hỏi số 26, 27, 28. Đó là câu chọn lỗi sai. Tất cả đề này cô Ngọc đều có đáp án chi tiết nhé. Và đáp án chi tiết của cả đề. Nên tất cả những bạn được ép vào nhóm Zalo thì chúng ta sẽ nhận được đề chi tiết. Đây là cô giáo tặng các bạn. Đấy, là một cái đáp án chi tiết dài những 36 trang cơ. Cô giáo tặng các bạn để các bạn là những bạn chăm chỉ nhất. Nhưng mà hai buổi live mà các bạn không điểm danh, không tham gia đầy đủ thì các bạn cũng out ra khỏi nhóm Zalo để cho những bạn khác vào. Được chưa ạ? Đấy. Rồi, bây giờ chúng anh nhiều giáo câu hỏi số 26, 27, 28 là những câu về chọn lỗi sai. Đầu tiên, A, easier, B, going into sealed auto và D, the public. Câu này dễ không? Quá dễ luôn. Vì sao? Bởi vì nhìn thấy có tính từ. Nếu có tính từ thì anh phải cộng với gì ạ? À? Cộng với to verb, đúng chưa? Cộng to verb mà chỗ này nó lại chênh anh ở đây là going into. Vậy chúng ta sẽ chỉ chọn được đáp án B. Và sai thì đổi cho cô giáo trở thành to go into. Và câu này sẽ dịch là gì? Trẻ em đến thư viện thì dễ dàng hơn là một số người lớn, đúng không? Một số thành viên lớn. Đấy, đáp án là B, going into, đổi thành to go into. Tiếp theo, chuyển cho Ngọc câu hỏi số 27. Câu 27 cũng là một câu chống liệt thôi. A là that, B là the, C là talented và D là are. À không, cho cô giáo giúp lại nhé. Câu này không phải câu chống liệt đâu. Câu này cũng phải cấp độ 6-7 điểm mới làm được đấy. Câu hỏi số 27 này. Bởi vì sao? Bởi vì mặc dù là một câu liên quan đến trật tự, à không, liên quan đến một chuyên đề rất dễ là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, nhưng mà nó lại là nằm trong một số những trường hợp lưu ý đặc biệt, chứ không phải một trong trong số các trường hợp bạn hay gặp. Ở đây các bạn sẽ thấy như sau này. Cô giáo nhìn thấy bạn Nguyễn Thị Mai Liên chọn đi, bạn Chu Thị Hoài Thương chọn đi, rồi cô giáo nhìn thấy bạn Vi Ba chọn đi, và đáp án chính xác của mình đúng là đáp án đi thật. Nhưng tại sao đi lại sai? Nếu mà các bạn nào ấy, các bạn nghĩ rằng là chủ ngữ là musicians thì các bạn sẽ không thể chọn được đi đâu. Bởi vì musician đang ở thêm sc nên là to be sẽ là a. Nhưng vấn đề ở đây là chủ ngữ chính xác của chúng ta lại là that. Các bạn nhớ nhá, that này, sau đó cộng với gì nhỉ? Cộng với một mệnh đề, sau đó này cộng với một động từ luôn chỉ ở dạng số ít. Và cả cái phần này của chúng ta này mới là chủ ngữ của mệnh đề chính. Và cô giáo sẽ dịch cái cụm này là cái việc mà làm sao. Thì cái câu 27 này mình dịch là cái việc mà cô ta là một trong những người giỏi nhất trong số những nhạc sĩ tài năng ấy, thì là điều không thể chối cãi được. Và cái câu này, cái gì là điều không thể chối cãi được? Cái việc mà cô ta là một trong số những cái nhạc sĩ tài năng đấy. Nên vấn đề đây là phải xác định được là that. Câu 27 lụi cô ấy đấy. Cho nên là câu này cô giáo rút lại là không phải chống liệt, mà câu 27 này ít nhất cũng phải 6 7 điểm, 7 điểm thì chúng ta mới làm được. Bởi vì nó lại rơi vào cái trường hợp là lưu ý của
của cái gì nhỉ, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ đấy, nó thuộc về phần lưu ý. That cộng một mệnh đề sau đó cộng động từ luôn chia theo kiểu số ít, các bạn nhớ nhá. Rồi tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 28 nào. Câu hỏi số 28 của chúng ta chọn đáp án gì? A chúng ta có sorry các bạn, cô giáo lại chưa gạch chân rồi, estimations này, B là almost này, C là pandemic này và D là the, đúng không? Câu 28 chọn đáp án gì? Câu 28 này thì cô giáo chưa nhìn nhận được đáp án của bất kỳ bạn nào cả. Và đương nhiên rồi, theo chuẩn cấu trúc thì thường sẽ là hai câu thuộc về ngữ pháp, một câu thuộc về từ vựng. Và cái câu này chính là câu từ vựng đây. Estimations, almost, pandemic, hay là the. Nào câu này chọn gì? Nếu mà liên quan đến từ vựng thì có lẽ là các bạn nghĩ rằng là chỉ có hai đáp án A và C thì có thể đố được. Vì từ nó còn nhìn nó còn khó khó đúng không? Thế còn đáp án B với D thì không phải từ vựng rồi. Ở đây thì B, D gạch bỏ nhá. Các câu này dịch như sau này. Theo một số gì gì đấy thì gần một nửa thế giới đang sống qua cái đại dịch này mà không có internet. Đấy. Vậy thì các bạn sẽ có cho cô giáo là theo ước tính. Theo ước tính thì bây giờ mình sẽ chọn estimation đó. Estimation được không? Nào, estimation hay gì nào? Estimation ở đây của các bạn ý, thì thường thường nhá, thì nó có nghĩa là nó cũng là nó là sự ước lượng ấy, sự ước lượng. Trong khi đó ở đây các bạn sẽ thấy là mình chuẩn chỉnh nhất thì các bạn sử dụng danh từ là phải là từ gì các bạn nhỉ? À, đó là estimate, đúng không? Vậy thì ở trong cái câu hỏi số mấy, 28 này, thì các bạn chuyển cô giáo đáp án A là estimation, chuyển thành estimate, và chỉ có cái từ, còn B, pandemic thì nó chả sửa được thành cái gì cả. Vì pandemic của chúng ta có nghĩa là đại dịch mà, đúng không? À, rồi, ok, câu 28 này của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án A, được chưa nào? Rồi, tiếp theo, chuyển cho Ngọc này, câu hỏi số 29. Câu hỏi số 29 của chúng ta là một câu hỏi liên quan đến phần viết lại câu. 29 của chúng ta như sau. Đầu tiên đó là một câu tường thuật trực tiếp và các bạn phải đổi sang gián tiếp. Và nhìn cho cô giáo là nếu với câu tường thuật trực tiếp thì chúng ta xem xác định cái biểu cảm của nó. Does Elif know what she's doing? Ask myself. Rồi ý của câu này là tôi thì đang tự hỏi chính mình là không hiểu là Elif có hiểu, cô biết cô ta đang làm gì không vậy? Đấy. Vậy thì với cái câu hỏi số 29 này, nếu như chúng ta muốn chuyển từ câu trực tiếp mà là đang ở dạng câu nghi vấn thì các bạn sẽ viết thành câu gián tiếp có chứa if hoặc là whether. Có chứa if hoặc là whether. Đây này, if whether. Chỗ này các bạn thấy này, người ta phải chuyển gián tiếp trở thành động từ quá khứ đơn. Chỗ này này, bởi vì ở đây các bạn thấy là hiện tại đơn, đúng không? Lùi xuống một thì phải là quá khứ đơn. Thế thì các bạn nhìn nhá, câu số A này, câu này sai bởi vì she is doing vẫn đang sử dụng hiện tại. Câu B này nó sai chữ wonder, nó đang ở đề dạng hiện tại. Knows nó cũng đang dạng hiện tại. C thì nó sai chỗ nào? I wonder if Elif had known what she was doing. Thì ở đây các bạn thấy này, does Elif know nó đang ở hiện tại đơn. Thì các em chỉ cần lùi xuống là thì quá khứ đơn thôi, chứ không cần phải lùi xuống thì quá khứ hoàn thành. Cho nên ở đây đáp án chuẩn xác nhất sẽ là đáp án D. Và câu này của chúng ta sẽ dịch như sau. Tôi rất là băn khoăn liệu rằng là Elif có biết là cô ta đang làm cái gì hay không. Như vậy cái câu C, à câu D này của chúng ta là đúng cả ngữ pháp, đúng cả nghĩa, đúng chưa? Lùi thì chỉ là lùi chuẩn thôi, không phải lùi thì quá mức như kiểu đáp án C được, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chủ yếu Ngọc câu hỏi số 30. Câu hỏi số 30 của chúng ta chọn đáp án gì? It is... Úi giời, câu này đúng là một câu chống liệt thật sự rồi đấy. Chỗ này cả một câu cô giáo chỉ cần nhìn vào đúng cái từ này thôi. Ở đây cô giáo nhìn cái từ này và có thể cô giáo không đọc được. Chẳng hạn đi thi mình, ôi mình không đọc được rồi. Nhưng chắc là các bạn vẫn còn phải nhớ được từ này chứ, đúng không ạ? Advice, đó là gì? Là lời khuyên, advice, khuyên nhủ ai làm gì. Vậy cái này nó cũng sẽ liên quan gì gì đấy, cái khuyên khuyên thôi, đúng không ạ? Có thêm tiền tố in vào đây thì là tính từ tiêu cực, tức là không khuyên làm gì. Ý câu này rõ là cái việc mà bạn tắm bằng vòi hoa sen này, hoặc là bạn tắm trong bồn tắm trong một cơn bão táp sấm chớp thì là không khôn ngoan, là người ta không khuyên bạn làm vậy. Vậy thì tức là bạn không nên tắm trong lúc đang mưa, đúng không ạ? Sấm chớp đùng đùng. Vậy thì không nên làm gì? Chúng ta sẽ có cấu trúc là should, động từ khuyết thiếu nên này, shouldn't này, cộng với lại verb. Vậy suy ra đáp án chính xác sẽ là C. Đó, rồi đi thi cô giáo nhìn mỗi cái này, được chưa? Thì cô giáo cho chọn cái này, chứ không phải là còn cô giáo dịch cho các bạn, là bởi vì cô giáo đang dạy các bạn, cho nên chúng ta phải dịch để hiểu được nghĩa. Lúc nãy cô giáo vừa dạy trong lớp ngữ pháp lai C cái bài về động từ khuyết thiếu xong. Đây này, trước khi livestream hôm nay cô giáo đã dạy 50 câu về động từ khuyết thiếu rồi. Đó, đúng không? Mà live từ nay bây giờ đến 10 giờ 38 phút này. Đó. Tiếp theo chủ yếu Ngọc câu hỏi số 31.
Bạn nào mà vượt qua được bản thân ngày hôm nay thì chúng ta mới vượt qua được ngày thứ hai nhá. Vì ngày thứ hôm nay mới chỉ là ngày mang tên xác định mục tiêu thôi. Ngày mai của chúng ta mới là mang tên là thử thách bản thân đấy. Xem là bạn nào làm đều cô nào ngày ngày mai. Nào bây giờ cho anh nhìn cô giáo câu hỏi số 31. The best way to attract people into libraries is by making them more welcoming. Câu này sẽ dịch là gì? Cách tốt nhất để thu hút mọi người tới thư viện là bằng cách phải chào mừng họ thật là nhiệt tình hơn. Vậy thì cái câu này chúng ta hãy để ý cho cô giáo, đó là cái cụm the best way. Người ta đang muốn nhấn mạnh đến yếu tố duy nhất, the best way, cách tốt nhất thì là. Cách tốt nhất tức là gì? Tức là không còn cách nào khác. Và không còn cách nào khác thì nó sẽ là there are no other ways better than, đúng không ạ? There are no other ways có nghĩa là không còn cái gì khác, và better than có nghĩa là hơn cái gì. Vậy câu này sẽ là không còn một cách nào khác hơn cách là phải khiến cho mọi người được chào mừng nhiệt tình hơn để có thể thu hút họ vào với thư viện của mình, đúng không ạ? Đấy, cho nên chúng mình sẽ chọn câu đó là B nhá. Được chưa? Rồi, ok. Nếu hôm nay làm đúng 3 trên 3 chắc chắn đi thi phần viết lại câu kiểu gì cũng 3 trên 3, được chưa nào? Rồi tiếp theo chủ yếu Ngọc hỏi số 32, 34. À 33. 32-33 của chúng ta là một câu hỏi liên quan đến phần viết lại câu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải áng chừng dịch được cho cô giáo 70% câu gốc đã. Riêng phần kết hợp câu nhá, nếu ai đấy mà không dịch được 70% câu gốc ý, thì khả năng làm sai là rất là cao. Chứ còn cái phần viết lại câu bạn chỉ cần xác định một từ khóa quan trọng là bạn có thể làm được. Thế bây giờ chúng ta hãy nhìn cô giáo câu hỏi số 32. Thấy chưa? Câu hỏi số 32 của chúng ta như sau này. Rồi có một bạn vẫn hỏi cô Ngọc như sau: tại sao 31C lại không được ạ? Cô có chữa phần đọc không? Cô giáo không chữa phần đọc, nhưng cô giáo tặng các bạn đáp án chi tiết của phần đọc hiểu và chỉ trong ở trong Zalo thôi, được chưa? Tí nữa cô giáo sẽ gửi cho chị Trúc để chị Trúc sẽ đưa cho bạn. Cái câu 31 cô sẽ giải thích cho em tại sao không là C nhé, bởi vì nó sai nghĩa. Đúng không ạ? Câu 31 rõ ràng các bạn sẽ dịch cho cô giáo là câu C mình dịch là cái việc mà cách tốt nhất để thu hút cái gì? Cái việc mà cách tốt nhất để thu hút. Câu này vừa sai về nghĩa còn vừa sai ngữ pháp nữa chứ. Đây nhá, ok, bạn nhìn cô giáo ngữ pháp này. Ngữ pháp là that cộng mệnh đề cộng động từ số ít. Em nhìn này, that này, sau đó cộng the best way to attract chủ ngữ này, makes them more welcome, động từ đây mới là một mệnh đề. Thế động từ số ít của em đâu? Câu này nó đã hoàn chỉnh một câu rồi mà em chọn đáp án là C, đúng không ạ? Đấy, câu 31. Thực ra nếu mà nó hoàn chỉnh nó cũng vẫn là sai. Sai vừa về nghĩa lại vừa sai về mặt ngữ pháp, đúng chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển cô giáo câu hỏi số 32. 32 thì cô giáo phải dịch cho bạn như sau này. He was seriously injured from the burning vehicle. He can't attend the soccer match taking place today. Anh ấy thì đã bị thương nặng trong cái vụ cháy ô tô hay là cháy phương tiện giao thông ấy. Chấm. Và anh ta thì không thể nào mà tham gia một trận bầu bóng đá diễn ra vào ngày hôm nay được. Ok, vậy là như thế này này. Trong quá khứ bị tai nạn nên hiện tại không thể tham gia. Đấy là cái mình dịch xong rút ra nhá. Trong quá khứ liên quan đến hiện tại rồi. Ok, bây giờ nhìn đáp án này. Đấy, vì xác định được đó là trong quá khứ và hiện tại, cho nên các bạn thấy này, cả bốn đáp án ABC nó đang nhắc đến câu điều kiện. Vậy này, trước khi cô giáo nhìn bốn đáp án ABCD nhìn có vẻ dài dài tàu hỏa nhập ma thế này, mình làm đến đây mình đã mệt lắm rồi, đúng không ạ? Bây giờ mình làm cách này. Tôi có một nguyên nhân trong quá khứ, tôi có một kết quả đọng lại ở hiện tại. Vậy thì tôi sẽ phải có một câu điều kiện loại gì, loại trộn. Nó sẽ trộn giữa mệnh đề điều kiện loại 3 là không diễn ra trong quá khứ với kết quả là ở gì? Không diễn ra trong hiện tại, tức câu điều kiện loại 2. Vậy bây giờ chúng ta chỉ áng chừng vào 4 đáp án ABCD về cái cấu trúc công thức thôi. Nếu mà đã là trộn nhá thì nó sẽ như này này, if này. Trộn 3 thì nó sẽ là chủ ngữ cộng head cộng P2 của động từ này. Rồi trộn 2 kết quả nó sẽ là chủ ngữ cộng would cộng could hoặc cái gì gì đấy. Good, good đều được, cộng với động từ nguyên mẫu. Thế thì cái câu 32 này ta xem vào đây. Ta xem vào đây thì ta sẽ thấy như sau này. Đầu tiên là đáp án A đi. Đáp án A sai đúng không? Sai. Bởi vì đây không phải là cấu trúc của câu điều kiện trộn. Đây này, đây là could cộng verb hoặc là would cộng verb. Nhưng mà câu A nói là would have cộng P2 chứ. Vất. Câu B được không? Câu B thì nó sai đúng không? Ủa, câu này quá sai, quá hay luôn. Câu B nó sai hay ở chỗ là học sinh nhá, rất hay bị nhầm chỗ này. Khi anh đảo ngữ hết lên, anh cho not lên luôn, là hidden, không được. Câu B các em phải nhớ, nếu như em thích đảo ngữ mà em lại còn là câu phủ định thì em phải cho cô giáo not đứng sau B, đúng không? Chứ không thể là hidden đảo lên được. Tức là tóm lại trong câu điều kiện đảo không bao giờ có hidden. Tiếp theo, sai. Câu C cô thấy là chỗ này hidden B ok được, nhưng chỗ này cũng lại could have cộng P2. Vậy thuần là câu loại 3 rồi.
Vậy đáp án còn lại là đi. Đấy đúng không? Xong. Câu này dịch nào? Nếu anh ta không bị thương trong trận à quên trong cái vụ tai nạn ô tô cháy ô tô thì anh ta có thể tham gia bây giờ, nhưng sự thật là ngược lại, đúng không ạ? Rồi câu 33. Và câu 33 là câu cuối cùng ngày hôm nay cô giáo sẽ chốt này để cho chúng ta toàn bộ phần đọc điền đọc hiểu, cô giáo sẽ gửi đáp án các bạn này. Nào câu 33 chọn đáp án gì? Universities teach students their subject. Đó, à chấm. Besides, universities should also help them develop their soft skills. Trường đại học dạy cho họ môn học. Bên cạnh đó, trường đại học giúp cho họ phát triển kỹ năng mềm. Vậy các bạn thấy này, đó là trường đại học làm được nhiều thứ đúng không? Vậy thì chúng ta nhớ đến cái cặp liên từ đó là không những mà còn, không những giúp cái này mà còn giúp cái kia, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì cái câu này chọn gì? Em cảm ơn cô Ngọc nhiều, cô giảng hay quá à. Thank you so much. Okay, you made my day. Nào cô ba ba chọn đáp án gì ạ? Nào không những mà còn thì chúng ta nhớ đến cái gì? Nào not only, thích đảo lên đầu đúng không? Được. Nếu mà thích đảo lên đầu thì anh phải đảo ngữ cho cô. Not only chúng ta cộng trợ động từ, cộng gì? Cộng chủ ngữ, cộng với gì? Verb nguyên mẫu. Vậy nhìn vào đây thì các bạn sẽ có cho giáo đáp án A cũng được, đáp án C nó cũng được. Not only do university teach students, đúng không? Not only do universities teach students. Nhưng mà đằng này, but also should they help them, hay là but they should also help them. Nhớ này, chỉ đảo ngữ một vế thôi. Đúng không ạ? 15 năm trước mà được học cô chắc em theo ban D. 15 năm trước thì chắc là bạn phải giờ phải 27 hoặc là 30 tuổi rồi đúng không? Rồi cảm ơn một học sinh rất là nhiều tuổi ở trong lớp của mình. Nào câu hỏi số 31, à quên 33 chọn gì? Có được đảo ngữ hai không? Không. Nên ông nào nhá mà làm câu 33 này nhá, mà đã gạch được A với C rồi mà còn chọn đáp án A nữa là cô giáo đánh đấy, đáp án phải là C. Phạt phạt phạt. Tại vì sao? Đã nhớ được đến đảo ngữ rồi mà lại còn sai vì tính thiếu cẩn thận. Mình không đảo hai vế mà mình chỉ đảo một vế thôi, và mình đã đảo vế not only rồi thì cái kia để nguyên. Để nguyên tức là gì? Chúng ta sẽ cho chủ ngữ cộng động từ theo đúng trật tự trần thuật của nó, đúng không ạ? Rồi có một bạn bảo là cô giảng lại câu 32 đi cô, đúng không? Cô phạt em đi ạ. À, sai luôn. Nào bao nhiêu bạn cần phải bị phạt ở trong ngày hôm nay nào? Phạt là bây giờ phạt thế nào bây giờ nhỉ? Phạt cho chép cho chép phạt nhá. Tự chép phạt ra tầm khoảng 20 lần đi cho nhớ. Cô ơi cho em xin link đề ạ. À, toàn bộ đề ngày hôm nay thì cô Ngọc đều đăng lên trên trang luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc. Các bạn hãy lên trên trang fanpage, và đây là fanpage duy nhất mà cô giáo hướng dẫn các bạn tiếng Anh ở trên Facebook. Đấy, toàn bộ đề này cũng như là đáp án chi tiết này hay là các cái buổi live lưu lại được đều ở đây. Thế các bạn hãy nhanh tay follow ở trên trang này để các bạn nhận được toàn bộ nhé. Cô đấm em đi, cho em tỉnh đi ạ. Rồi cái tên của em nghe cũng có vẻ và nhờ một bạn nào đấm đi. Bạn ấy tên là Thơ Ngu Ngơ. Hẳn là Thơ Ngu Ngơ. Khóc dòng cô chép 100 lần đi cô. Đấy. Cô dò từ vựng đi cô. Sao phải dò từ vựng nhỉ? Được chưa? Đây, hôm nay chúng ta kết lại 33 câu này. Và 33 câu này nhá, mà các em làm đúng thì đúng là xứng đáng 9-10 điểm đi thi Trung học thông quốc gia thi thật đấy. Đề thi thật mà có khó thì cũng nó cũng chỉ ở mức độ như này hơn một chút thôi. Hãy đón xem các cái buổi live tiếp theo, tức là buổi thứ hai ngày mai, để chúng ta biết được cái mức độ tiếp theo nó sẽ cao lên một. Thực ra là mỗi một đề cô giáo chỉ nhích lên thêm một câu khó thôi các bạn ạ. Thêm một câu hay hai câu khó, đúng chưa? Đấy, toàn bộ đáp án đọc điền đọc hiểu của chúng ta thì cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn ở trên lớp, à quên, ở trong đáp án chi tiết nhá. Đây là phần đây này, phần đáp án chi tiết của cô giáo cũng đã dịch toàn bài cho bạn rồi. Đó là lý do tại sao mà đáp án chi tiết của cô Ngọc thì chúng ta lại có dài những 36 trang là vì vậy. Và cô giáo sẽ đăng ở trên nhóm Zalo của mình nhé. Cô cứ để em ở rồi, ok, cô cứ để em. Đây, đây, đây là nhóm Zalo. Và hiện nay nhóm Zalo này full rồi, tí nữa cô giáo sẽ bảo chị Trúc là mở thêm link Zalo số 2 sau một cái buổi live ngày hôm nay để các bạn có thể vào xem, được chưa? Rồi, cô ơi, cô hướng dẫn đăng ký khóa ngữ pháp đi ạ. Rồi, ok. Hôm nay ý, thì cô giáo livestream chuỗi livestream luyện đề tổng ôn 9 cộng, và nó cũng chính là những bước đầu tiên của khóa luyện đề tổng ôn cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2022 của cô Ngọc. Đây chính là cái khóa mà các bạn có thể tham gia để chúng ta thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Thì đây các bạn nhớ giá này. Trong khóa học này thì chúng ta sẽ luyện đề tổng ôn cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2022. Và hôm nay 50 bạn mà chúng ta đầu đầu tiên mà đăng ký khóa luyện đề tổng ôn cô giáo thì cô Ngọc sẽ tặng luôn cho các bạn khóa live C. Khóa live C chính là cái khóa mà nắm chắc từng chuyên đề, tất cả những chuyên đề ngữ pháp mà các em cần phải nhớ thì chúng ta đều
có ở trong khóa live share này rồi. Và trong khóa live share này thì cô giáo đã tính sơ sơ là nó sẽ rơi vào tầm cô giáo đã có hơn 120 bài giảng, và các bạn sẽ được tặng luôn cái khóa live share khi mà đăng ký khóa luyện đề tổng ôn này. Và chúng ta cũng sẽ được tặng luôn 5 cuốn sách hộp trong hộp đề, được chưa ạ? Đấy, tặng 5 cuốn sách trong hộp đề. Và khóa luyện đề tổng ôn này bắt đầu từ tuần sau thì cô giáo sẽ tăng tốc, bởi vì với tuần này thì cô giáo đã kết thúc live share rồi, và bây giờ thì chúng ta bắt đầu tăng tốc cho khóa luyện đề tổng ôn. Hiện nay thì luyện đề tổng ôn của chúng ta ấy, chúng ta đang dừng lại ở những cái đề mang mức 8 cộng, và có lẽ là ngày hôm nay sau khi cô giáo livestream chữa đề này thì các bạn cũng biết được cái mức độ 9 cộng là như thế nào rồi, đúng không ạ? Đấy, mức độ 9 cộng sẽ là như thế nào. Và đề cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn ở trong nhóm kín của lớp live tổng ôn luyện đề, chính là lớp live VIP. Và lớp live VIP này của chúng ta sẽ học từ 2 cho đến 3 buổi trên một tuần. Và chúng ta sẽ học theo mức độ tăng dần các bạn nhé. Là các cái đề từ mức độ 8 cộng, xong rồi lên đến 9 cộng. Và sau đó này, có đề minh họa thì chúng ta sẽ bắt đầu ôn theo định hướng của đề minh họa. Em chỉ thích cô chữa đề trực tiếp thôi, phần đọc hiểu. À, thế thì ở trong lớp live VIP chúng ta sẽ chữa đọc hiểu một cách chi tiết và trực tiếp. Chứ ở đây thì em thấy đấy, bây giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi. Cô Ngọc, các bạn thấy cô Ngọc nói trực liên tiếp như này, các bạn nghe em đã thấy mệt rồi chứ đúng không? Nghe em đã thấy mệt rồi, hoặc mà cô giáo đã dạy trực tiếp liên tiếp từ nãy giờ, từ 7:30 không ngừng nghỉ luôn. Thế nên là ở đây thì qua trong cái buổi live hỗ trợ thì cô giáo không thể nào mà chữa đọc hiểu được, do giới hạn về mặt thời gian, nên là chỉ trong khóa luyện đề tổng ôn thì chúng ta mới có được phần chữa chi tiết toàn bộ đề nhá. Rồi, khóa luyện đề tổng ôn này của chúng ta sẽ học từ giờ cho đến tháng 7 năm 2022, và toàn bộ bài giảng cô Ngọc đều là livestream trực tiếp ở trong khóa học. Và trong khóa học của chúng ta thì mình sẽ có tài liệu là 5 cuốn sách mà cô giáo tặng các bạn và gửi về nhà cho chúng ta, được chưa? Hôm nay chữa đề hay lắm ạ. Ok, vậy các bạn nhớ theo dõi cho cô giáo buổi ngày mai, đúng không ạ, là đề số 2 nhá, với cái tên gọi là thử thách bản thân. Đấy, đề hôm nay em đã sai tùm lum rồi, mai chắc chết cô ạ. Không, đề ngày mai cô giáo chỉ thêm một câu khó nữa thôi, đúng một câu nữa bạn ạ. Được chưa? Cô ơi, cô gửi đáp án bài đọc được rồi, tí nữa cô giáo sẽ gửi đáp án bài đọc cho chúng ta nhá. Cô ơi, em, cô ơi, 33 câu mà em sai 34 câu rồi hả? Rồi, ok, đấy, được chưa? Đúng rồi, chính xác. Toàn bộ các cái buổi live này của chúng ta thì mình sẽ được lưu lại, được chưa? Chúng ta sẽ được lưu lại và xem đi xem lại nhiều lần. Đấy là cái khóa live tổng ôn. Rồi, mai mấy giờ? Ngày mai của chúng ta cũng là 21:30 các bạn nhé. Tất cả 5 ngày mà cô giáo chữa liên tiếp thì đều là gì? Vào lúc 21:30, được chưa nào? Rồi, thế còn những bạn nào mà chúng ta đang là 2K5 thì các con có thể đăng ký cái khóa chọn bộ ôn thi Trung học thông quốc gia 2023 này. Thì bây giờ nếu như mà chúng ta 2K5 nhé, đây là chỉ dành cho 2K5 này. Nếu bây giờ chúng ta đăng ký khóa ôn thi Trung học phổ thông quốc gia sớm bây giờ ấy, thì cô giáo sẽ dạy các bạn đến tháng 7 năm 2023. Và chúng ta được không cần phải đợi để học, mà chúng ta sẽ được thêm luôn vào lớp của 2K4 để học trước và xem trước tài liệu. Đấy, sau đó thì đến khi mà nhóm của 2K5 chúng ta mở ra, cô giáo sẽ dạy trực tiếp thì các bạn sẽ được thêm vào các cái nhóm mới đấy nữa. Đấy, và tất cả những bạn nào mà là 2K5 đang học cùng với cô Ngọc ấy, thì chúng ta thấy này, đầu tiên chúng ta được ép vào nhóm 2K4 học trước, có tài liệu, và chúng ta học trước để chúng ta năm sau chúng ta luyện đề cho nó nhàn, đúng không? Bây giờ mà các bạn đăng ký là 2K5 thì các bạn sẽ đăng ký với cái mức học phí rất ưu đãi, đó là 3,6 triệu, chỉ còn 1,8 triệu thôi. Đấy, 1,8 triệu đăng ký từ giờ là học luôn đến tháng 7 năm 2023. Đó, rồi. Và tất cả các bạn chúng ta đều được thêm vào cả 3 lớp của anh chị 2K4 để chúng ta học trước. Và cái giai đoạn học trước này giờ thì cũng chẳng phải là sớm lắm đâu. Bởi vì thực ra là nếu so với những bạn mà chăm chỉ ấy, thì cô giáo thấy là các bạn ấy cũng đã học trước từ rất lâu rồi. Nói là rất lâu là đối với một số các bạn mà cô giáo hiện giờ vẫn còn nhớ tên cơ. Có những bạn ở trong lớp 2K5 của cô, ví dụ bạn là Phương Mai à, hay là bạn Nguyễn Khôi à. Đấy, có hai cái bạn đấy cô giáo cực kỳ nhớ tên. Bởi vì mặc dù là 2K5 nhưng mà đăng ký khoa học 2K4 từ tận tháng 7 của năm ngoái. Thế nên là chúng ta học trước là vì sao? Bởi vì chúng ta có thể nhận tài liệu và xem lại phần lý thuyết bài giảng trước. Sau đó đến năm sau là chúng ta chỉ tổng ôn luyện đề thôi, đúng chưa? Và 2K5 bây giờ chúng ta đăng ký học là sẽ được học trực tiếp trong nhóm kín đến tận tháng 7 năm 2023. Tức là đến khi mà các con thi thật ấy, thì chúng ta mới kết thúc khóa học. Và với mức học phí bây giờ là cho 50 bạn đầu tiên đăng ký nhá. Và cô giáo sẽ triển khai ngay trong tuần này. Đó chính là học phí được ưu đãi từ 3,6 triệu còn 1,8 triệu cho chọn bộ ôn thi là có 3 khóa học. Đấy, đó là 2K5, được chưa?
Và cuối cùng một cái khóa mà dành cho những bạn nào chúng ta chỉ muốn ôn tập ngữ pháp, ví dụ là các bạn 2K4, 2K5 muốn ôn tập ngữ pháp, hoặc là nhưng mà có 2K4, 2K5 thì cô giáo không khuyên đăng ký khóa này, bởi vì chúng ta học cái khóa chọn bộ ôn thi trung học thông quốc gia là đã có cái khóa này rồi đúng không? Thì đây là cái khóa mà dành cho những bạn cô giáo livestream, cô giáo thấy rất rất nhiều bạn muốn học lại ngữ pháp, thì đây là khóa ngữ pháp toàn diện đấy. Cô ơi em 2K5 mới đăng ký 1 giờ rưỡi thì có được học đến năm 2023 không ạ? Em nhắn tin luôn cho page nhá, cho chị Trúc luôn nhá. Bạn nào tên là gì đây? Bạn Nguyễn Phượng à, đúng không? Em nhắn tin luôn cho chị Trúc cho cô. Và khi mà các bạn đăng ký với mức ưu đãi học phí như này thì chắc chắn các bạn sẽ được ép vào lớp của sẽ được học đến tận tháng 7 năm 2023. Được chưa nào? Rồi, Phượng thử xem tí nó hỏi lại chị Trúc cho cô nhá. Đây là khóa ngữ pháp toàn diện. Thì khóa ngữ pháp toàn diện này của chúng ta là cái khóa mà bây giờ các bạn sẽ được tặng 120 bài giải, là video đã có sẵn để chúng ta học trước, và chúng ta sẽ được thêm vào một lớp live mới, và cô giáo sẽ livestream trực tiếp vào trong khóa học này cứ 2 buổi 1 tuần ngữ pháp. Chắc chắn đảm bảo các bạn khi học xong khóa này không thể mất gốc được. Nếu mà các bạn mất gốc thì chắc chắn là chỉ có thể là các bạn cố tình mất gốc thôi. Chứ còn là đã livestream trực tiếp 2 buổi trong 1 tuần và có tài liệu sẵn ở 120 đô video quay sẵn như này thì chúng ta không thể nào mất gốc được. Đấy. Và khóa học này thì các bạn sẽ được học cho đến tận tháng 12 năm 2022. Đó. Và học phí của chúng ta sẽ chỉ còn lại 1 triệu 200 nghìn. Được chưa nào? Đó là cái khóa ngữ pháp toàn diện nhá. Khóa này là khóa lấy gốc cho tất cả những bạn nào chúng ta yếu ngữ pháp. Được chưa? Đó. Rồi. Ok. Thế vậy thì các bạn sẽ đợi đến buổi ngày mai của cô Ngọc là 21:30. Chúng ta sẽ bắt đầu khóa live. À, chúng ta sẽ bắt đầu buổi số 2, thử thách bản thân. Và những bạn nào ở đây cô giáo đang thấy là cô ơi, mất gốc thì có theo được lớp 2K4. Mất gốc thì yes, bây giờ chúng ta đang là 2K4 thì đang chúng ta sẽ theo khóa luyện đề tổng môn 9 cộng này. Đấy, học phí là 1 triệu 300 nghìn và chúng ta sẽ được tặng nguyên một cái khóa lấy gốc là khóa live C ngữ pháp. Và chúng ta đăng ký bằng cách này. Các bạn nhìn thấy ở trên cái màn hình của cô giáo ấy thì chúng ta thấy có gì nhỉ? Một cái đường link đã được ghi mắc thì chúng ta ấn vào đấy nhá. Thì đường link này sẽ là đường link đăng ký của cái khóa học ngày hôm nay với ưu đãi. Và tất cả các bạn mà chúng ta điền link đăng ký này thì chúng ta sẽ nhận được cái ưu đãi mà cô giáo có nói ngày hôm nay, đúng chưa? Đấy. Các bạn điền link, ví dụ các bạn muốn học khóa nào thì chúng ta click vào đây. Ví dụ khóa ngữ pháp toàn diện hay là khóa live CTG 2K4 hoặc là khóa live VIP của 2K5. Được chưa nào? Cô ơi đăng ký khóa 2K3 ở đâu ạ? 2003 à 2023. Đây, các bạn nhìn thấy đường link ở trên cái buổi live của cô không? Đây này. Đấy, chúng ta ấn vào đường link này nhá. Sau đó chúng ta chọn vào mục là live CTG của 2K3 à 2023, đúng chưa ạ? Rồi, tất cả những bạn nào đã đăng ký khóa ôn thi trung học thông quốc gia của cô dành cho 2K4 hoặc 2K5 thì nó đã bao gồm có cả ngữ pháp toàn diện rồi. Các bạn không cần phải đăng ký thêm bất kỳ một cái khóa học nào nữa. Được chưa nào? Sắp tới đây thì khóa luyện đề tổng ôn 9 cộng chúng ta sẽ bắt đầu có những cái đề khó hơn. Và tới đây thì những cái đề của trường chuyên ý, các bạn thấy là bắt đầu các trường bắt đầu thi rồi. Cho nên là cô giáo sẽ cập nhật các cái đề của các trường và chữa ở trong nhóm live VIP của chúng ta nhé. Đấy, được chưa? Rồi, luyện đề tổng ôn 9 cộng thì bây giờ chúng ta đang ôn đề ở mức nắm chắc 8 cộng. Thì sau khi mà chúng ta kết thúc cái trọng ôn 8 cộng thì chúng ta sẽ đến luyện đề tổng ôn 9 cộng. Và đến lúc tổng ôn 9 cộng thì cô nghĩ là đến lúc đấy thì nó đã bắt đầu có đề minh họa chính thức của Bộ Giáo dục năm nay rồi. Khi có đề chính thức một cái là chúng ta sẽ ôn đề luôn theo định hướng đề minh họa năm nay. Và cái đó mới là cái thắng của chúng ta năm nay đấy. Bởi vì này, chúng ta ôn đề trước, đây là đợt 1, để chúng ta tổng ôn lại toàn bộ kiến thức. Khi có đề minh họa một cái là chúng ta ôn theo định hướng của đề minh họa. Đó, đúng chưa? Thì như vậy chúng ta nắm chắc cái định hướng để chúng ta ôn rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ thắng thôi. Vấn đề là từ giờ cho đến tháng 7 năm 2022 ấy, là chúng ta bắt buộc là chúng ta phải giữ được phong độ, đúng không? Đừng bao giờ mà lười biếng một chút hoặc là thấy luyện đề bây giờ rồi thì lại nghỉ nghỉ một tí. Tiếng Anh là như vậy, ngoại ngữ nào cũng thế, chúng ta cần phải có cái nhịp độ liên tục, được chưa ạ? Có bạn hỏi mất gốc thì bây giờ nên học khóa nào vậy cô? Mất gốc thì bạn nên học cái khóa ngữ pháp toàn diện này này, được chưa? Đấy. Nếu như mà bạn không chỉ muốn học ngữ pháp thôi và chúng ta không phải là để ôn thi trung học phổ thông quốc gia thì chúng ta sẽ học khóa ngữ pháp toàn diện, được chưa? Khóa này thì cô giáo sẽ dạy livestream trực tiếp 2 buổi một tuần đến tháng 12 năm 2022. Và bây giờ khi chúng ta bắt đầu hôm nay cho đăng ký thì chúng ta sẽ được tặng một cái khóa ngữ pháp, nó đã có tài liệu này và đã có 120 video rồi. Đấy,
Sau đó thì chúng ta xem trước, và đến khi mà cô giáo dạy live thì các bạn sẽ học theo các cái livestream của cô nữa, và 2 buổi trên 1 tuần. Tất cả các livestream trong khóa này của chúng ta thì đều lưu lại, được chưa ạ? Đều lưu lại nhá. Và các bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần được nhá. Rồi ở đây có lẽ là sẽ rất nhiều các bạn 2K4 đúng không? 2K5, thậm chí là những bạn mà 2K7, 2K8 hay những bạn đi làm. Thực ra 2K7, 2K8 thì chúng hay là đi làm mà thì chúng ta chỉ nên học khóa ngữ pháp toàn diện này thôi, được chưa ạ? À, học khóa ngữ pháp toàn diện. Và khóa ngữ pháp toàn diện này là khóa mà nắm chắc từng chuyên đề. Và bây giờ các bạn vào thì chúng ta sẽ tặng khóa ngữ pháp đã gồm có 120 video sẵn để học trước rồi nhá. Và sau đó thì chúng ta sẽ được thêm vào lớp mới, một cái lớp mà cô giáo sẽ dạy đến tháng 12 năm 2022. Đây, K8 của chúng ta có thể, được chưa? Với khóa này. Và chúng ta đăng ký bằng cách là chúng ta nhắn tin cho cô giáo vào trang luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc, được chưa? Hoặc là chúng ta ấn vào cái đường link mà cô giáo đã ghim bình luận lên trong bài giảng ngày hôm nay ấy nhá. Rồi, ok, được chưa nào? Đây, trong cái đường link mà cô giáo ghim ở đây thì nó đã có 3 mục rất là rõ ràng rồi. Mạng kiểu gì đây? Đây, chị Trà, chị đã đăng ấy lên rồi này. Đăng từ vựng của buổi chuỗi 5 ngày tổng ôn luyện đề 9 cộng rồi này. Đấy, các bạn có thể về share lên để chúng ta share về để có thể học nhá. Ở đây thì đây, link đăng ký của chúng ta đây, đúng không? Đây, các bạn ấn vào đây. Thì sau đó thì các bạn sẽ tự chọn cái mục nào các bạn muốn. Và hôm nay đăng ký thì cô giáo đều ưu đãi học phí và đều tặng sách khi mà chúng ta đăng ký. Đặc biệt là 2K5 ấy, thì cô Ngọc sẽ thêm chúng ta cả vào trong lớp của hai anh chị 2K4 để các bạn học trước. Được chưa? Vì là nhiều 2K5 học trước lắm. Nói chung là 2K5 mà bây giờ học á thì chúng ta ôn trước lý thuyết, xem trước bài giảng lý thuyết và cái video sẵn. Sau đó thì đến khi mà chúng ta học cái khóa 2023 ấy, đúng không? Chúng ta học khoảng 2 đến 3 buổi trên một tuần. Đến lúc đấy là cô giáo dạy lại thêm một lần nữa rồi thì chúng ta rất nhớ, được chưa? Ok. So, mất gốc mà ôn thi trung học thông quốc gia thì học khóa nào vậy ạ? Mất gốc ôn thi trung học thông quốc gia thì chúng ta sẽ học khóa này, khóa trung thi. Nhưng mà tùy em là 2K4 hay 2K5. 2K4 thì đăng ký khóa luyện đề tổng ôn 9 cộng đã được tặng riêng một khóa live xe rồi, tức là tặng riêng một khóa lấy gốc rồi. Còn nếu em là 2K5 thì chúng ta sẽ học cái khóa 2023 này này. Đó, được chưa? Ok, cô ơi, cô cho em xin link đề này được không ạ? Em lên trên trang của cô nhá, để em lấy đề. So right now I have to say goodbye to all of you guys. Cô ơi, em đang có sách 8 cộng 2021 rồi, thì có nên mua thêm 8 cộng 2022 không? Có nên, nếu như mà em năm nay em chưa thi. Năm sau em thi thì mỗi năm sách nó lại mới mà, đúng không? Lại chúng ta lại được ôn thêm những cái đề mới nữa. Thế thì em rất nên mua một cuốn sách 2022 nếu như Thu Huyền là học sinh 2K5 chẳng hạn, đúng không? Vì thực ra cô nghĩ là một cuốn sách của chúng ta mà với 35 đề chữa chi tiết với cái giá là 140 150 nghìn thì hoàn toàn chúng ta có thể đầu tư được để chúng ta học thêm ở nhà nữa, đúng không ạ? Rồi, ok nhá. Rồi, tất cả các bạn nào chúng ta đang tham gia buổi livestream hôm nay, cô giáo cảm ơn tất cả các bạn. Và hãy đón xem buổi live tiếp theo của chúng ta vào ngày mai. Link điền đáp án sẽ có vào trưa ngày mai. Và 21h30 chúng ta lại online để chúng ta tiếp tục học. Hy vọng ngày mai thì em 24, ngày mai chúng ta sẽ đông đảo các bạn học sinh tham gia hơn. Em 2K4 rồi ạ. Nếu mà 2K4 thì mua thêm sách 2022 để làm gì nữa? Đúng không? Minh Đức ơi, được, nếu em nhắn tin lại cho chị Trúc cho cô nhá. Minh Đức ơi, nhắn tin lại cho chị Trúc cho cô. Nếu mà em 2K4 rồi thì còn mua quyển 2022 làm gì? Đúng không? 2K4 đến tháng 7 thi rồi còn gì nữa? Còn quyển 2022 cô giáo sẽ ra mắt vào sau khi chúng ta thi xong chứ. Được chưa ạ? Rồi. Ok. Có bạn bảo rằng là em thích cô nói câu đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, ok. Link đăng ký vào Zalo ở đâu hả cô? Link đăng ký vào Zalo sẽ có ở trên fanpage của chúng ta. Tí nữa chị Trúc sẽ đăng lên cho bạn nhá. Ok, so right now to hello Nhung, rồi Nhung 2K3 vẫn học vào xem cô Ngọc à. Ok, rồi. Các anh chị 2K3 nói một câu gì cho em 2K4, 2K5 động viên hộ cô Ngọc tí nào. Chị Nhung này là được 10 điểm thi tiếng Anh đây đúng không? Đấy, có phải học từ sớm không các bạn? 2K4 bây giờ bảo giờ mất gốc, đấy, phải học như thế nào? 2K5 bảo học giờ có sớm không? Thực ra trước khi chúng ta nói câu đấy có rất nhiều bạn đã sớm hơn chúng ta rồi, đúng không? Trương Hùng, hello Hùng. Hùng đã nhận được quà của cô Ngọc trong cái đợt thi thử lần 6 chưa? Hùng đúng không? Hùng Hùng lớp live CDG của cô Ngọc đúng không? Ok, rồi, so right now I have to say goodbye to all of you guys.
Bye bye and see you next time.